nhà hẹn 9 giờ mà giờ là cũng trễ rồi mới lên. Lý do lâu ngày không like đó, nên là lúc like lại cái bị quên hay sao đó, không biết cách làm nữa. Dọc ngược, dọc ngang thì tùm lum tà la hết. Nina Bùi Anh watching. Cả nhà ơi, bây giờ thì Việt Nam là giấc này là mấy giờ ta? Mỹ là giấc này chắc người ta đi ngủ hết cha nó rồi, 9 giờ 15. Tiểu bang thì là ngủ ngon rồi, còn Cali là chuẩn bị đi ngủ hết trơn rồi. Có mình em bây giờ là sáng đèn lên like. Hóa các Huy đang xem. Rồi ai nữa ta? Có ai đang xem nữa không? Hôm nay cả nhà ơi, nha, đón trai lại nhà nha, Lê Minh Chiến nha. Chiến ơi, Chiến vô coi nha Chiến. Mọi người nhớ vô coi nha, share livestream để ớ đồ để cho em nha. Đáng nữa có trai nè, trai lại mà không biết trai nào. Nhưng mà sẽ có trai nha mọi người. Bích Phan đang xem. Rồi ai đang xem nữa ta? Bích Phan đang xem nè, Tuấn Phạm đang xem nè. Rồi ai đang xem nữa đây? Thùy Trân đang xem nè. Dạo này là fanpage bóp tương tác lắm mọi người. Hy vọng là có đông đông người coi. Chứ bây giờ là nó bóp mà nó xiết. Không còn manh nhớ. Trời, trai lại mọi người. Biêu Lì Nguyễn. Rồi ai bóp cái gì vậy? À, nói chung là không ai bóp em buồn anh. Bóp vậy, bóp dữ vậy. Anh vô anh bóp phụ em tay đi anh. Ai chứ Nga, trời ơi, nghe chứ Nga có măng cuột ngon quá, chạy sang lấy thùng nè. Trời ơi, ghê vậy, đánh hơi lẹ vậy. Ở đi Việt Nam vui không? Vui chứ. Hai mọi người. Đây mọi người ơi. Nghe chứ Nga, báo không? Nghe chú Nga báo có măng cột phải băng bội đó, có măng vú sữa. Măng cột này là măng cột Thái Lan không? Có vú sữa không? Chú Nga đi quá người ta nhớ vú sữa, chú Nga quá người ta khen ngọt quá. Có vú em à. Vú em, vú sữa à, vú em. Cái vú sữa giờ đang hết mùa rồi mọi người. Đây mọi người. Hai ủa sao em hẹn có Chí Phong tới mà anh tới gặp Chí Phong thì không đó, thấy vậy? Chí Phong là hay cứ đến giữa đường là hay có chuyện này. Chí Phong kia. Chí Phong biết ông tới chế để cho nó quan trọng hóa à, đúng không? Chí Phong là ghê lắm. Chùm chuyên gia tới giờ chót là hay bị hủy kèo hay là làm cái gì đó, nói chung là rất là bực bội nha. Ông cũng tội nghiệp cho nó, tội nghiệp cho nó ha. Sao vậy vụ gì? Nó đón mấy cô em gái ở mấy ca sĩ Việt Nam qua đón buổi chiều. Hèn về chắc đi đón đón mà từ 1 giờ chiều bây giờ 9 giờ tối là mấy giờ rồi? Chết cha, chắc đang nhậu nhẹt rồi không các kiểu này rồi đó. Đây mọi người ơi, hôm nay là chúng ta sẽ gặp lại anh nghệ sĩ Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh á. Bố bé Xuân Mai. Đi, đi, đi Việt Nam vui không? Vui lắm luôn. Có gặp những ai, vậy? Kể ủa, chuyện, à, bây giờ kể chuyện Việt Nam một chút xíu thôi, 3 phút, 2 phút thôi. Bây giờ là anh muốn biết em gặp những ai, lên YouTube em anh cày view đi làm gì. Ồ, lên YouTube mà đâu một view là được rồi, đâu cần phải cày đâu. Thì đó, anh coi share ra phải không? Từng clip là anh sẽ biết em đi gặp những ai. Ồ, thấy ở Huế thì lên 30 thuật gặp chị Siêu Black đúng không? Trời ở gì? Huế gặp chị Gigi Phương Trinh đúng không? Trời gì nữa? Thì biết vậy thôi. Trời ơi, vậy là anh coi ông nội người ta luôn còn gì nữa có trời. Có hai cái đó thôi. Vậy là coi quá trời coi rồi muốn gì nữa trời. Coi, không coi mà biết Thúy Nga đâu. Tại vì người ta cứ hỏi là Thúy Nga về chưa để mua vú sữa, mua bưởi. Người ta thích vú sữa với bưởi của Nga quá cơ. Mọi người ơi, vú sữa thì là năm sau mới có nha. Nhưng mà bưởi thì người mới ta cứ nhớ vậy. Cứ nhớ vú sữa của Nga ngọt cái gì đó, ngọt mà căng gì đó. Không biết người ta nói gì đó, không biết cái gì đúng không? Vú sữa thì không có nhưng mà bưởi. Nhưng mà bưởi hôm nay mới vừa về quý vị. Bữa siêu ngon mới vừa về nha. Bưởi tươi cho giói phải không? Bưởi đâu rồi? Mọi người ơi, bây giờ chúng ta hôm nay là welcome. Ủa như vậy cái đợt chú Nga đi đi Việt Nam có bán hàng không? Cũng bán nhưng mà bán lai rai thôi. Người ta thắc mắc, người ta cứ hỏi hoài vậy đó. Người ta vẫn thích là có giọng nói em nhưng mà cũng có người bán. Bên này là em cũng có nhờ anh siêu nhân ảnh bán nhưng mà bán cũng ok nhưng mà không bằng em. Thì bạn sao mà bằng nếu mà không chỉ để cái giọng em á thì là thế thế ra đúng không? Cứ thế thế chị mua không chị bảo đi chị mà... mua không nếu mà chị không mua em sao chị đấy cái kiểu vậy đấy. Đừng có mà bảo là bưởi của tôi mà không có mà bán nha. Không có chứ, bưởi đây mọi người ơi, hôm nay là mọi người vô đông lắm mọi người, thì bây giờ là hôm nay là được 300 mấy được à? Được 300 mấy là mừng rồi đó anh. Nó bóp tương tác kìa, nó bóp anh thấy nó bóp anh tưởng ai bóp tương ai sợ quá anh chạy vô vậy đó. Ủa anh, bây giờ hôm nay anh có chuyện bày gì anh thủ sẵn không? Chuyện bày từ chơi Phong tới mới kể chứ. Thằng Chí Phong anh kể cho nghe nha, em đi Việt Nam nó tới tiệm nó quay anh với nó cứ bảo nói xấu chứ Nga, bảo đâu có gì đâu mà nói xấu nó. Vậy hả? Nó chỉ có nó có bưởi mới cả vú sữa thôi đâu có gì mà nói xấu. Vậy hả? Rồi nhưng mà nó mê bưởi của em. Vậy hả? Nó bảo là hôm nào mà lấy cái trái sầu riêng á, cắt làm 3 mảnh làm bikini, hai cái mảnh ở trên, một mảnh ở dưới, mặc 2 mảnh. Bằng sầu riêng hơn, nó mặc đi ra biển, ở biển Long Beach. Ổng mặc cho dân bonsai ói chơi hả?
Thì đây mọi người đó, hôm qua Chí Phong tới tiệm không có cô bé có ngồi bàn số 1 ngay cửa đó, tưởng anh Chí Phong bự cỡ nào mà cũng bé tí à. Không, không em có em lộn nó bé nhưng mà cái ngòi nó to thì ông bé nhưng cái dáng thôi chứ có những cái ông rất là to mọi người không ngờ luôn ha. To không có đó nghe đồn cho em nghe đồn chứ chưa biết là tưởng Thúy Nga lấy ở Việt Nam người tưởng ta đồn Thúy Nga phải dành chứ phải rành tại vì trời là ơi. Có nguyên một cái tháp chàm về Thúy Nga này mà thì tháp chàm là vẫn hứa hẹn bố chứ Linh nói được, nhưng mà nó chưa được, có nó được hai cục gạch rồi đúng không còn Chế Phong thì chuyện to nhỏ thì em không hay. Trời Thúy Nga đã dành trước cho mình một thùng sầu riêng nhìn à một thùng măng cục thấy đã không này mọi người ơi cái này đó, của anh cả lẹ đúng không quá. Để sẵn đúng không anh lẹ quá bây giờ làm anh lẹ quá thôi anh em đeo này giùm em đi. Đeo Thúy Nga số không? Mọi người ơi, hôm nay thì là Nga báo một cái tin vui là có măng cục nha mọi người. Măng ủa sao Thúy Nga không đeo cái này? Còn chung cái cách thì Thúy Nga phải đeo chứ. Măng cục mà măng cục từ Thái Lan về luôn nha mọi người. Mọi người nhắn tin cho em 279-279-8989 mọi người. Hôm nay là Nga có mặt hàng sản phẩm từ Thái Lan về nha. Có hai mặt hàng sản phẩm từ Thái Lan về nha mọi người. Là măng cục Thái Lan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. 10 trái như một phải không? Giống như lần trước không? Nói chung không, lần trước anh mua của Thúy Nga một thùng về ăn ngon quá, 10 trái như một. Cái măng cục có phải không? Ừ, chả bị hư muối nào hết. Nó mới về rất là ngon. Ở đây ăn thì muối thì sượng, muối thì giòn, cái gì tùm lum cả lát đứa cắt ra, vào tay bây giờ chốt. Không, anh cắt giùm em đi, anh khô cái thùng giùm em đi. Cắt mà đừng có bóp nha, bóp. Đây mọi người ơi, bây giờ là Nga sẽ lấy những cái món ăn mà anh Tuấn Cảnh yêu thích nè. Hôm nay anh hứa với em anh ăn trên màn hình nha, chứ không phải ăn mẹ chạy ra ngoài cổng ngồi ăn nó là hồi đó hồi đầu xấu hổ tới bây giờ ăn luôn cho thì ăn thôi. Anh mà xấu hổ mắc cớ gì mà phải không ăn ở đây đúng không? Giận anh luôn đấy, ăn một nhắm cái đây. Giận anh luôn đấy. Đây mọi người ơi, hôm nay thì là rồi cái trái ngon quá nhỉ. Quay là quay trở lại. Ồ Thúy Nga bán bao nhiêu tiền một thùng này? Một thùng là 201. Bao nhiêu phao? Nó là 18 pound. Tiền ship như nào? Trong có tiền ship chưa? Thì không, tiền ship thì ship xuyên bang thì ship siêu rẻ. Bây giờ còn rẻ mà không? Còn có 40 giống hôm đó. Không. Nó măng cục thì ship rẻ hơn. Măng cục ngon. Đây mọi người ơi, măng cục này là từ Thái Lan nha, một thùng là bao nhiêu pound? 6 gói. 10. Hôm nay em trở về đây là em phải bao nhiêu pound đây? Mọi người, cái măng cục này á là ship từ Thái Lan qua mà đi bằng đường máy bay nha quý vị, bằng đường air. Mới tới à? Mới vừa tới luôn. Mới arrive. Thật sự là em cũng chưa được thưởng thức măng cục Thái Lan, nhưng mà hôm nay em sẽ thưởng thức nha mọi người. Măng ông cục thấy, từ Thái Lan mọi người. Trái cây của Thái Lan thực ra là năm nào nó có cuộc thi để giữ cái bảo tồn cái giống tốt á. Thái Lan lúc nào trái cây của nó cũng ngon lắm. Không, trái cây của Thái Lan trời ơi. Nè em cho anh ăn cái xoài Thái Lan cho anh xỉu chứ không? Để cắt luôn à? Cắt ra. Để mua bịch thôi chứ đâu. Đây. Nặng nề. Cái dao đâu? Có biết cắt không? Măng cục này là từ Thái Lan mọi người ship máy bay qua đó. Nên mọi người tự thưởng thức đi. Bán lẻ cũng có. Còn này thì mua rồi mà minimum là mấy bịch, nhỏ nhất là mấy bịch? 3 bịch. Thì nói mọi người mua 3 bịch đi. Nếu mà mình mua một thùng thì 201 cho mọi người 18 thao. Còn 3 lần đầu tiên Nga cũng tất cả là được 6 bịch à? 3 bịch là nửa thùng đó đúng không? Đúng rồi. Thì là 105 hay là 110? Nó là 105. Thôi mọi người cứ mua nhiều đi, em lấy 200 thôi. Rẻ ha. Đây mọi người. Trắng phốt ha. Đây, măng cục từ Thái Lan về nha. Anh ăn thử coi. Đây. Đây, ăn cái này đi. Rồi. Thưởng thức nha. Ừ, thưởng thức đi. Măng cục từ Thái Lan. Sao nó ngọt thế nhỉ? Ngọt không? Ngọt. Măng cục từ Thái Lan. Ngon. Về. Yeah. Rồi tự thưởng thức nha. Đây nha mọi người. Trắng bóc ha. Người thấy không? Măng cục Thái Lan nó cũng nhỏ xíu à. Nó nhỏ mới ngon. Trái to trái nhỏ. Măng cục mà trái to quá không chứ ngon. Chứ nó không có như là cái của mẹ Mexico em. Nó trồng trái to lắm. Ở mẹ nó hay dễ bị sượng lắm ha. Ừ. Trắng. Đó, người thấy không? Ừ. Ăn này xấu hổ không ta? Nè, đâu có đâu xấu hổ. Bình thường đi. Mình ăn nhanh lắm. Thôi ăn cái khác nữa không? Hôm nay Chế Phong có tới không? Có. Hẹn mấy giờ?
Bánh này qua tới giờ ăn cục thế ra mọi người ơi. Ngọt đây. Quá, ngon quá, sao mà ngon như vậy. Cho con cái trái này này, trắng này con. Phương, ăn đi con, quên, đây, sorry quên. Con nhà công mà tự nhiên ngồi để thế, thế thấy không? Con, cô lo ngồi cắt quá. Cô quên, sao cô? Cái nào ngon ha, cái này có 5 muối mà ngon quá ha. Chú Tuấn Thảnh này chú làm lẹ quá. Ê, mọi ăn người, kịp luôn, đâm cắt không kịp ăn luôn. Ăn cục Thái Lan mọi người. Ôi. Thôi ăn bưởi đi. Một thùng ăn cục Thái Lan là 200 mọi người. Nửa là nửa thùng á là 100 nha mọi người. 4-5 muối mà có một hồn hạt. Nếu mà mọi người mua gì gom gom nhiều á thì là em sẽ discount cho đó. Đó, rất là ngon mà. Có hai. Thì nha. Ừ. Có hai đứa đi lên thành phố suốt từ sáng đến chiều vậy đó. Ừ. Một đứa kia nó bỏ tiền nó bao hết, tiền xe, tiền tàu, tiền ăn, tiền uống mấy bữa từ sáng đến chiều nó bao hết vậy đó. Ừ. Rồi đến về đến cái bữa cuối cùng để chia tay nhau đó. Ừ. Cái thằng kia ngại quá. Ừ. Ngại quá, và tôi ngại quá, ông từ sáng ông bao tôi cả tiền vé máy bay, tiền tham quan du lịch thì ông bao hết, bây giờ cái bữa ăn này tôi ngại quá. Thôi cái bữa ăn này này thì thôi của ai người đó tính tiền đi nha. Kỳ. Có hai người nó tính tiền chứ ông bao tôi nữa tôi ngại. Tuấn Cảnh lúc nào cũng bất ngờ mọi người. Đúng không? Như Thúy Nga tưởng sao, tưởng là thằng kia nó sẽ trả cho ông này phải không? Ngon quá. Ngon à. Cái vị của Thái Lan mọi người nó ngọt. Cái quả măng cụt. Không, cái Hoàng Anh ra ở Hoàng Anh Thái Lan họ ngộ lắm, họ có cái cuộc thi về giữ bảo tồn các cái giống cái trái cây ngon, năm nào cũng có cuộc thi đó hết. Vậy hả? Ừ. Vậy vậy cái những cái trái cây của Thái Lan lúc nào cũng đặc sắc hết, thấy không? Nhưng mà thật ra nha, măng cụt mà Mexico á nó về đây nó vừa về nó rất là tươi. Nhưng mà nó để lâu quá không? Măng cụt mà của Thái Lan á nó phải qua một cái đường bay, còn Mexico nó qua mình qua mất mấy tiếng rồi đúng không? Ừ. Đây nè. Nó ngon nhưng mà ngon. Ăn đi, lát nữa đừng tới chế phòng đừng cho ăn nữa nha. Ờ, đúng rồi. Giận chế kỷ phòng luật rồi. Thì kỷ luật ha. Bị rồi tiền rồi. Bạc có nhiều bắt nó trả hết rồi, nó bao hết đi ha. Đây mọi người, thôi em ăn trái cuối cùng nè, để em ăn qua món khác đi. Có bà kia hỏi tức chứ, có bác được mấy đứa con mà tôi có thằng con trai. Thôi đưa cho con. Con ăn đi con. Sorry con, cô cứ quên con đổ đằng hỏi cô quên chứ. Con. Hỏi vợ chồng mà kêu bác được mấy đứa con à bác? Xong rồi nhờ trời tôi được 5 đứa. Xong ông chồng đi ngang, không có tôi thì có thả có đứa nào hết mà nhờ trời. Tao thì chả có đứa nào hết mà nhờ trời vậy đó. À, tự nhiên cái cảm ơn trời à, trong khi tôi ngồi đây không cảm ơn tôi. Đúng không? Đúng không? Còn à, ông bà kia thì có bảo bác được mấy đứa con, tôi được 2 đứa, được thằng con trai, đứa con gái. Nhà tôi vô phước lắm, cái thằng con trai nhà tôi nó lấy vợ xong nó chỉ lo bên nhà vợ không à. vợ nó bố vợ chỉ biết nhất vợ, nhiều bố vợ mẹ vợ thôi, không có lo gì đến tôi hết á. Trời ơi, cái gì cũng sang nhà vợ nhất vợ không ạ. À? Nhưng mà tôi được cái là thằng con rể tôi nó có hiếu lắm, nó chăm sóc nhà tôi chu đáo lắm. Vô phước ghê không? Đúng không? Thằng con rể thì nó lo cho nhà tôi ghê lắm, còn thằng con trai tôi không có phước, tôi vô phước lắm. Mọi người ơi, hôm nay á thực sự ra là cái hơn á là ngay về đây á hai vừa hai ngày là bưởi da xanh vừa về luôn nha mọi người. Bưởi da xanh vừa về nha, sầu riêng siêu ngon vừa về nha. Này là loại sầu riêng mà loại ăn theo kiểu dạng kem một, mọi một, người. Một thùng có mấy trái? Một thùng là 4 hoặc 5 trái. Là bao nhiêu thùng tiền là 4 hoặc 5 trái. À, một thùng của nó là 130 nha quý vị. Bây giờ tiền ship bao nhiêu rồi? Em nói mọi người biết á, là hiện tại á, là sầu riêng á, ship qua Mỹ lên giá rất là nhiều luôn. Mà Nga không có tăng giá luôn. Mà lại ship thì lại rẻ nữa. Vẫn như cái giá cũ giá rẻ mà mọi người biết không? Cái tiền ship vừa rẻ mà cái tiền ship từ Việt Nam qua đây rất là mắc. Mà nhất là cái măng cụt của mọi người biết không? Ship từ Thái Lan qua đây rất là mắc. Nên mọi người thử trải nghiệm ăn là ăn cái măng cụt của Thái Lan đi. Ăn cho biết cái vị nó khác của Bên Mexico. Mexico thì nó chua hơn, còn cái này nó ngọt ngào hơn. Thái Lan thì là chùm cái cây. À, chùm cái cây mà. Đây, anh nhấc cái thùng bưởi lên giùm em đi. Ủa con bưởi này lột ra rồi mà. Cái bưởi này em lột ra cho anh ăn chứ còn thùng bưởi này bao nhiêu trái? À, một thùng bưởi là 30 bao, anh nhấc lên luôn. Đây mọi người, bây giờ hôm nay mình khui thùng bưởi nha. Nha mới vừa nhận hàng hồi chiều nha. Đưa đây, anh khui cho Nga cúng á. Hồi chiều là Nga cúng cái thùng bưởi đó là có 10 trái mọi người.
Ta khui cái thùng bưởi ra Nga chân biết lên mà. Em biết đấy. Ồ, Nga kể mọi người nghe nha. Vừa rồi đó, Nga đi về Việt Nam, Nga cuốn bưởi, Nga về một tháng mấy luôn. Trên bàn thờ Phật vẫn còn hai quả bưởi, không ai ăn hết trơn. Em về đây, em thấy ngon quá, em khui ra mang bưởi, mọi cái người. Cái thùng này bưởi này ngon quá. Nè, anh nghiêng lên. Trái đều quá vậy. Mà không hư mọi người. Em để cái hai cái bưởi trên bàn thờ Phật một tháng mấy luôn mà về cái nhưng bưởi mà, vẫn ngọt. Nhưng mà bưởi của Thúy Nga là lúc nào cũng nhất luôn, thấy không? Nhất đây ra được coi 2, 4, 6, 8, 10. Ngày xưa bưởi mới về mọi người chưa có quen, không biết ngon hay không. Nhưng mà dạo này mọi người quen rồi nên là rất hỏi, là cần hỏi bưởi. Ngon hay không á? Rất là ngon mọi người. Bưởi da xanh mới vừa về nha, 160 thùng nha, 30 bao. Từ 8, 9, 10 trái. 10 thao. Là tiền ship bao nhiêu một thùng như vậy? Tiền ship là rẻ. Cũng 40 à? Ừ, dạ dạ dạ. Là 100, dạ, 201 dạ. Cái tiền ship thì là rẻ nha mọi người. Rồi còn cái bưởi á, thì là tiền bưởi với tiền sầu riêng á, ship qua đây á, là đã cái tiền ship nó lên rồi mà nghe không có lên giá nha mọi người. Nên là mọi người nhớ ủng hộ nha. Rồi em vừa về là cái giận mạng bán trái cây của em nó lên lại. Và hôm nay xoài à? Anh ăn sầu riêng đi anh. Ăn đây mọi người sầu riêng mới. Nếu mà ăn hết một dĩa này có thưởng gì không? Có. Một dĩa. Em không nghĩ anh hết ăn hết đâu một dĩa. Có. Anh ăn hết dĩa đi em thưởng cho anh thùng. Một dĩa này anh thua gì? Em nghĩ không? Hầu như là sầu riêng kem mọi người. Cái loại sầu riêng mà chị Carol Kim mê đó. Ngon à? Ngon hả? Ngon. Không công nhận sầu riêng em ngon. Bưởi ngon, sầu riêng ngon, vú sữa ngon. Ừ. Hỏi mọi người ai thích cái gì nhất? Thế Phong thì nó thích bưởi của Thúy Nga không à? Anh không hiểu sao nó cứ mỗi lần nhắc Thúy Nga cứ nhắc bưởi hoài, anh chả hiểu nữa. Ừ, ước mơ. Ước mơ không? Anh thì thấy vú sữa ngon, dòng sữa ngọt ngào, à vú sữa ngọt ngào. Quách tiêu. Mọi người ơi. Ô bé. Ô bé xíu à. Nè, ê, đúng không á? Không, ở chỗ đó cũng được. No. Anh đừng quăng đó. Thùng rác mà. Hả? Cái đó, trời, cái đó thùng măng cục của người ta đó ông nội. Đây. Anh quăng ở đây đi. Ngon quá hả? Ngon không? Hủ tiêu này. Đó. Đó, anh quăng thùng rác đây nè. Ngon ha? Hôm nay Thúy Nga cho ăn. Không. Mình dám ăn trên màn hình á. Nga nói thiệt với mọi người nha. Nga đi Thái Lan vòng rồi. Nga phát hiện á. Sầu không. Riêng á, Thái Lan á, mắc mà không ngon mà sầu riêng Việt Nam mọi người. Mắc khủng khiếp luôn mà không ngon. Ủa sao anh qua Thái Lan anh cũng không thấy nó ngon á, ở đường bán sường lắm mà không ngon. Không, cái gu của người Thái là họ thích ăn sống vậy đó anh. Sường. Mà hả, chính á, thì là họ không thích ăn, họ nói ăn. Hết rồi, mà tiêu mà hạt này. Mà người Trung Quốc họ cũng thích ăn sống. Cái này mấy người mà thích ăn luộc hột sầu riêng đâu có hột đâu mà luộc. Mọi người, sầu riêng rất là ngon mọi người. Sầu riêng này phải bỏ trong ngăn đá ra lấy ăn nha. Sầu riêng kem 33 một thùng 4-5 trái. Ngon thế nhỉ? 130 đồng. Ngon quá hông? Bữa giờ em... Ôi tao của anh ăn hết chứ mà em ăn cho dành vậy? Không có. Mọi người, hỡi ở giờ đây nha, không thèm sầu riêng mà không có sầu riêng ăn. Rồi hôm nay giờ có sầu riêng. Trời ơi, em gái. Em gái mang qua cho chị hả? Dạ. Đào à? Đào, đào đó lát uống trà đào anh. Đào tưởng mua đâu, cuối cùng biết anh mua đâu không? Nó mua trong Costco. Để sao là mua trong Costco? Cái này là bên qua mạng, còn này là của Costco nè, chị coi cái nào ngon. Tại thì em mang đây cho chị coi coi. Lát nữa chị pha trà đào. Chết mẹ. Trà của cái mình. Cái đó mà Costco chị đâu có cái đồ khui đâu, em vô trong em lấy cái đồ khui thử coi. À, em đưa ra đây cho chị. Một lon Costco bao nhiêu tiền à? Có 3 đồng mấy vậy? Có 3 đồng mấy mọi người. Pha chung với trà gì? Trà đào. Trời ngon em, lắm á. Ngon á, con này nó nghiện. Nó nghiện trà đào nhà em, nói chị Nga ơi, trà đào của nhà chị á, bỏ mấy miếng đào vô hả, ngon hơn cái tiền trà sữa luôn. Ngày xưa tôm luộc không lên cho ăn hết cả đào của trên đầu trên đấy được không? Em bé, em ăn, em ăn sầu riêng chị con, nha. Con ăn muối này con quên. Đó. Mày ăn quá ngon. Con ăn đi không? Không. Trời ơi, lâu ngày không ăn lại sầu riêng, ăn thấy ngon thiệt mọi người. Vui thêm một trái nữa ăn rồi. Mới về Việt Nam có ăn. Chú con về Ba Tây. Bữa giờ con về con có ăn không? Không, con dạ. Về ba, con về Ba Tây, cô Nga về 6 Tây phải không? Dạ đúng rồi. Đúng anh. Rồi. Vô ăn đi anh vô. Không được ăn nếu em ăn. Gửi cái tài khoản. Một dĩa này, một dĩa này không thấm với em đâu, em phải ăn hai dĩa này. Em mời anh em phải khui. Ăn ngon thiệt á. Ngon quá. Sầu riêng ngon ha. Xuất sắc luôn á. Chào. Cái loại này là loại kem mọi người. Nó ngon nha. Ê,
em thấy cái hộp tủ mà có đồ vui không? Dạ em thấy rồi chị. Thấy rồi phải không? Dạ. Anh kêu cưng. Đây mọi người, cái trà đào này nè, có 4 đồng một hộp 18 gói. Đi vô trong Costco á, mình mua cái này là Costco nè, một hũ này nè, đào lon á, bữa giờ Nga đi tìm chợ Việt Nam không thấy. Để làm gì? Khui nó ra xong trộn anh chung. Ra trà đào anh trộn chung xong anh vắt cái quả tắc vô nữa. Trời ơi, quên đi chứ, quên nhờ nó mua quả tắc đi để bỏ vô. Còn cái này là nó mua trong Walmart nè quý vị. Chỉ có chợ Việt Nam không có. À? Không, em quên mang, em quên mua. Thì á là mọi người biết không, nó tụi nó pha đó, con bé này nó nghiện cái trà đào nhà em, nó nói chị Nga, chị làm đi trà đào á, xong rồi chị bỏ miếng đào này vô, chị vắt miếng tắc vô. Ủa Nga, sao chả có hột nào mà để luộc được ta, nó cứ té lép như vậy không chết à? Ừ, cái loại này nó hột nó lép xẹp không, à. Muốn ăn hột luộc thì sao, không anh có hột nào. Anh giấu, anh phải đưa lên đây cho mọi người biết là anh ăn. Đây mọi người, hôm nay á, lát nữa là Nga sẽ nhờ con bé nó pha cho Nga cái trà đào nha mọi người. Trời ơi, bỏ cái đào vô con uống nó ngon, siêu ngon. Để anh để cho bà chế Phong 2 muối đi. Thôi không có để nó có kỷ luật nữa mà. Ngại ghê, mình ăn nguyên một đĩa mình ngại ghê, mình trả bộ mình mời ngày này mọi người kia. Hôm nay có hai cái này nha mọi người. Tăng 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 tăng. Thăng Long Xới vừa về nha mọi người. Thăng Long Xới siêu ngon luôn. Hôm nay về được nhiều chứ, hôm trước có 2 bịch à? Không, hôm nay mới vừa có luôn, em vừa về là hàng vừa về luôn. Không luôn à. Giống như cái số em là số bán trái cây, em vừa về cái gì cũng về hết trơn. Đây là thanh long mọi người, thanh long 25 đồng một gói nha. Không mà. Xoài Thái Lan này mọi người, ăn là đảm bảo ghiền nha mọi xoài người. Xoài sấy một nắng à? Trời ơi nó ngon khủng khiếp. Em ăn tất cả các nơi rồi chưa có cái xoài sấy nào mà nó ngon như xoài sấy của Thái Lan. Ôi hai cái này phần chế Phong mình ăn nhiều mình cũng ngại thiệt, ngại lắm. Em cứ ăn đi, để mẹ nó, cho chế Phong nhịn luôn đi. Ngại lắm, cho chế Phong nhịn đi, để nó đổ. Ngại, Phong này. Ngại lắm. Mọi người ơi, nếu mà mọi người có mua trái cây hãy liên lạc nhắn tin nha, 279-279-8989. Hoặc là mọi người có thể liên lạc cái số này của anh Siêu Nhân mọi người. Tại nhiều lúc Nga bận á, giờ này Nga nhiều việc lắm, là Nga không nghe phone. Thì mọi người cứ nhắn tin cho anh Siêu Nhân 7146538028 nha mọi người. Cô bé này là nghiện đào phải không? Đó, em. Chị. Có cái nước sôi nè. Đóng cái cửa vô. Em bỏ cái trà đào vô cho chị đi. Dạ, ok. Dạ. Trời ơi, có con bé Phương này tiện. Em xách cái khay đó qua đây cho chị show cho mọi người coi cái coi. Trời ơi, ekip em giờ hùng mạnh lắm. Đây, mọi người, cái trà đào ha. Một hộp 18 gói nè. Có 4 đồng một hộp thôi mọi người. 18 gói, bao nhiêu gói? À, mình mua sỉ 4 đồng mọi người. Mình mua lẻ là 5 đồng một hộp nha mọi người. Dạ. Thì đây nè. Em ấy vô cho chị đi. Cái nước sôi đi rồi bé Phương. Dạ, bé Phương. Thúy Nga lấy dùng đi cái giấy coi ăn quá cho ăn luôn. Giấy đây. Đó, giấy đây. Để lát nữa em thưởng thức cái trà đào này của bé này nó làm coi. Trời ơi, đào ngon quá hả? Trời ơi mọi người, đào Costco nó mua rồi mọi người. Có bao nhiêu hộp em? 3 đồng dưới. Trời ơi sao rẻ gì? Là 7 là... Em biết không, bữa hôm mà chị đi tìm các chợ tan nát luôn cũng là 9 đồng. Cuối cùng biết em biết chị mua ở đâu không? Chị ở không, chị lấy nhãn Hawaii, chị bỏ vô trà đào cũng ngon lắm. Chị bỏ nhãn cũng ngon, cái mùi luôn nha, mùi đào á. Ủa hôm trước Thúy Nga cũng bán nhãn Hawaii nữa. Trời ơi, nhãn Hawaii rất là ngon mà lâu lâu mới có. Hôm nay không có hàng. Mọi người, cái xoài sấy Thái Lan này nè, mọi người ăn là sẽ mê nha. Thái Lan là xoài là siêu đỉnh luôn. Xoài là ngon, không có nước nào mà ngon bằng xoài Thái Lan. Shop. Vừa rồi nè, em mua một gói xoài của Đài Loan, ăn dở ơi là dở luôn. Không có ngon. Cái này mà của Thái Lan luôn à. Mà cái này xoài Thái Lan, xoài Việt Nam mình làm xoài sấy cũng không ngon bằng Thái Lan làm. Thái Lan mà phải mua đúng hàng ngon nha mọi người, đúng hàng loại 1 á. Chứ nó cũng nhiều loại lắm. Mọi người ăn đi, anh ăn cái xoài sấy này đi. Em giờ sắp tới em có nhiều sản phẩm của Thái Lan hay lắm. Từ từ đi rồi em sẽ show ra cho mọi người biết. Trời ơi, xoài sấy này ăn đi rồi đừng có đi tìm tôi nha. Nha vị, mọi người. Một vị là nhiêu hay là bán thùng hay là bán? Không, cứ bán một gói vậy là 25 đồng á. 25 đồng. Ừ. Rồi cảm ơn. Dạ. Bé. Rồi mình bỏ mấy ấy vậy? Dạ. Cho mình bỏ cái đào này ra thì mình bỏ mấy miếng đào vô. Chị muốn mua gì mấy cũng được. Em bỏ giùm chị luôn đi. Dạ. À, bỏ giùm chị đi. Có cần bỏ đá gì không? Có đá. Đá bỏ từ cái này đá, để mấy đá kìa. Ngon không? Cái này giống như xoài phơi một sấy có một nắng còn trời thơm. Ơi, còn biết không? Tươi ở cái xoài sấy của Thái Lan mọi người biết không, đặc điểm của nó là khô mà ăn mình cảm giác như mình ăn xoài tươi. Còn cái xoài sấy
có nhiều nơi nó sấy nó bị ẩm, ăn nó nhão rất là dở và nó không có ngon. Mà cái xoài sấy Thái Lan này là mọi người ăn thử đi, mọi người sẽ không phải sấy phải ẩm đâu, mà cái gốc của cái xoài nó ngon, cái trái xoài nó ngon thì nó mới sấy ra nó ngon được. Bởi vì em mới nói cái xoài Thái Lan mọi người, bởi vì tại sao Nga qua Thái Lan Nga rất là thích ăn xôi xoài, nó ăn có xoài. Một cái tí vị chua, vị ngọt, vị thơm của cái xoài tươi á, ngon ngon ha, mà nó khô nó ráo nó tươi mà ăn mà nó còn cái vị của xoài nhiều lắm, cái mùi xoài nhiều, nó còn mùi xoài y chang luôn, mà lại hơi có một tí chua chua, một tí ngọt ngọt, ngon. Đúng rồi, trời ơi mọi người biết không, Nga qua Thái đó một lần Nga ngồi ăn hai bịch vậy luôn á, Nga vô trong phòng khách sạn á, trời cái này ăn là ghiền đó hả, mà Nga không có ở đây nhiều đâu, tại mọi người biết không, mà người ta không có ướp đường vô, thành ra nó rất là ngon, nó tự nhiên. Trời, anh ăn anh cảm nhận rất là đúng luôn á, mọi người biết không, cái xoài này nè ship vô trong tới đây nè cũng bị Mỹ họ đánh thuế, mọi người nói chung là thuế qua thuế lại, thuế từ Thái Lan qua cũng đánh trận thuế rồi vô tới đây thì trận thuế nữa, nên là thật sự Nga bán cái này chơi cho vui chứ không lợi nhiều chơi, nhưng mà Nga không bán nhiều, đại Nga cho mọi người thưởng thức để biết, để mai mốt có đặng mà có đi qua Thái chơi nên ăn, trời nó ngon mà ăn nó giống nó có cái vị của cái xoài tươi ha. Thì em nói ăn đi chăng, ăn xoài tươi vậy mà có 25 đồng, mọi người khô ráo. Thật sự cái tiền ship cực mắc luôn, và cái tiền đóng thuế này nọ, nên là vô đây tới khi mà Nga cầm cái xoài này Nga bán là Nga lời tới nó còn có cả cái một tí cái mùi nhựa của cái trái tươi á, thì thành ra nó giống tươi, tính như vậy nó mới ngon á. Trời mọi người nghe ghiền cái xoài mà một ngày ăn hai gói. Oh sorry, ai gọi tôi thế? Ai vậy? Chế Phong hả? Sorry, không phải Chế Phong chưa. Chế Phong nhà mới qua vậy. Sorry tí nha. Đây mọi người. Sao mọi người nên thưởng thức cái xoài này nha, tại vì Nga đem về Mỹ không có nhiều gói mọi người. Đang live stream với cả nhà. Nga mang về đây có khoảng tầm 100 gói đổ lại thôi, nên mọi người nên thưởng thức đi nha. Nếu mà Nga thấy mọi người thích thì Nga mới nhập tiếp, tại vì Nga cũng không biết là mọi người sở thích sao. Còn riêng Nga thì rất ghiền cái xoài này, để đây em ăn cũng hết nữa. Sorry, đang live stream mở lên coi. Ai vậy? Ai hả? Chế Phong bỏ về muộn một chút. Nữa hả? Muộn một chút, cái giờ này chưa về. Muộn gì nữa? Nói Chế Phong đừng về nữa đi. Thôi đi luôn với người yêu đi. Hôm nay có ghề đi chơi rồi. Chế Phong hay chơi kiểu đó. Chế Phong có ghề. Chơi kiểu không có tôn trọng. Chế Phong chơi kiểu. Không, mấy cái trái mơ, trái xoài, cái xoài sấy ngon này. Không, mặt Chế Phong luôn á. Đó là cái gì nữa? Cái này ăn rồi, cái hôm trước quảng cáo rồi. Nè mọi người ơi, không. Cái này nè. Bữa hôm nha quảng cáo rồi. Mà có hai bịch thôi, đâu có bán được nhiều, đâu có ai. Nhưng mà hình như bữa đó anh chưa ăn phải không? Ăn rồi. Em nè, cho anh bịch. Ngon. Thanh long sấy mọi người 25 đồng bịch. Anh nghĩ ăn cái xoài này phải không? Xoài ngon. Xoài ngon ha. Xoài ăn còn cần mua xoài tươi luôn, thì tươi chán lắm. Xoài tươi đây không ngon. Bằng cái xoài này em nói thiệt á, em đi tất cả nơi chưa có cái xoài nào mà nó ngon như xoài Thái mọi người. Cái xoài Thái ăn siêu ngon nó luôn. Nó có cái vị của cái xoài tươi, nó ngon. Nó rất là tươi mà ăn cảm giác như mình đang ăn trái xoài tươi của Thái. Còn về Việt Nam mà ăn trái xoài cắt hòa lộc ha, nó khác hẳn ở đây. Ở Thái Lan á là măng cục là mắc nè, xoài là mắc nè, sầu riêng là mắc của đỉnh luôn. Nhưng mà bự lắm, trái to lắm. Mà mọi người biết không, xoài Thái là mọi người phải ăn đúng cái loại ngon nha, còn ăn loại không ngon nó cũng rất là dở, nhưng mà phải biết chọn cái loại xoài ngon đó mọi người. Nga qua đó là nhờ bạn bè fan phụng, ngay cả cái xoài sấy là nó bán ngang nhãn. Nhưng mà nó tùm lum loại trơn á, mà bán giá lại mắc nha, mà trong khi cái xoài này nè là loại đầu bảng luôn á, ăn ha, ngon ha. Ngon ha. Giống như ăn xoài tươi á. Nó còn mủ. Nó cầm đưa cho ba cái con. Nó còn cái mùi mủ của xoài thành ra nó tươi. Cái cảm giác này nè, anh đấy. Nấu cái xôi xoài lên á, anh rưới chút dừa anh bỏ này lên ăn cũng được luôn. Xôi là phải xôi sầu riêng mới ngon, xôi xoài không ngon bằng xôi sầu riêng. Sầu riêng này mà bỏ vô sầu xôi là hết sạch luôn. Trời, em có bà chị khán giả đây nè, bà mua sầu riêng về bà chế biến đủ món hết chưa. Nhưng mà xôi sầu riêng là ngon nhất. Thái Lan là xôi sầu riêng ngon số 1 luôn. Vừa rồi Nga về Việt Nam mọi người, Nga đi vô cái vườn sầu riêng á, cả bữa Nga phát clip cho mọi người coi. Trời, làm đủ món sầu riêng chơi ngon muốn chết. Sầu riêng nấu lẩu nè mọi người. Tự nhiên chiên. Rồi cái sầu riêng mà sượng sượng mà chưa có chín ha. Hấp. Rồi ăn ngon xuất sắc luôn. Cái này cũng ngon. Nấu canh luôn. Mọi người nên thưởng thức xoài nha, xoài siêu ngon mọi người. Một cái hộp như vậy là 25 đồng à? 25 đồng.
rất là ngon đó mọi người. Mình ăn hết 12 đồng rưỡi rồi đó, một nửa hộp đó. Bởi vì anh ngồi đây anh cứ ăn thoải mái, anh ăn 10 gói cũng được. Còn anh mang về thì tính tiền. Vậy ghê thiệt, ăn thì đâu, giống như ăn buffet á. À, chọc chơi đó. Ủa còn cái bưởi? Bưởi nha, từ từ đã. Tại vì mấy món này mới về muốn cho mọi người ăn. Cái này là gì đó? Thanh long sấy khô. Thanh long sấy ở Mỹ làm mọi người. Mỹ làm nha. Made in US không? Ừ. Một bịch như vậy là mấy thao nè. Quên rồi. Phải điên coi em. Một bịch này nhiêu tiền bịch? Bịch cũng 25 đồng bịch luôn. Mới coi. Bịch cũng 25 đồng luôn. Điên coi em. Một sấy rồi đâu cần tính đâu không? Ừ. Thanh long sấy cũng nhiều người hỏi lắm. 100 gram. Bữa giờ cũng nhiều người hỏi lắm mọi người. Ở mọi người thấy không? Một 100 gram á. Sao 100 gram được hơn chứ? Ủa nó ghi vậy thôi chứ em cân em tạm. À, một 100 gram là một cái bịch một, nhỏ một đó. Một cái bịch á. Một cái này bao nhiêu cái bịch? Cái này là cũng nửa ký. Ừ nhiều chứ anh bảo nửa 100 ký. Gram. Cái xoài cũng nửa ký hả mọi người? Xoài nửa ký, thanh long nửa ký cho một bịch. 100 gram là cái bịch nhỏ đúng đó. Đúng rồi, một cái bịch nhỏ là 100 gram. Đúng rồi. Cái này chắc nửa ký. Một pound 450 gram. Nó là 500 gram á. 500. Muốn mua một bưởi, một sầu riêng. Ok. Nếu mà hôm nay ai mua một bữa một sầu riêng nha là vẫn tặng một hộp mứt 25 đô nha mọi người. Cái mứt này nhiều người ghiền à. Ghiền là tại sao mọi người biết không? Trong cái hộp mứt này nó có cái mứt mãng cầu. Em nói nhiều người em tặng xong á, nghe ơi. Nhiều người hỏi là mua cái này ở đâu? Mua cái này ở đâu? Nè mọi người, có chị kia mới nhắn tin. Có 2 cái muỗng này nữa. Nè. Mua một hộp bưởi, một thùng bưởi, một sầu riêng là được tặng một hộp mứt này nha. Mứt này mọi người biết không? Mấy cô chú anh chị là thích cái mãng cầu muối ớt này nè, nó quá ngon luôn. Có nhiều chị nói nha cho chị lấy hết mãng cầu chị mua được không? Em nói thôi cái này em tặng em có bán chị ơi. Nhưng mà này đó mọi người biết mọi người. Em ơi còn gạo lứt không? Dạ gạo lứt hết rồi chị ơi. Cái mãng cầu muối ớt này mọi người biết không? Người ta lấy lẻ ra người ta bán 8 đô mà nghe tặng luôn á, nghe không có bán luôn á. 8 đô một cái hộp nhỏ đó. Ừ. Là 32 đô một cái hộp này, 4 nè. Và ô mai cắt gừng cũng ngon mọi người. Có hạt dưa nha. Hạt sen á thì là nếu mà nó không bị ẩm á thì nghe giao nha. Còn nếu mà nó bị ẩm rồi thì nghe không giao nha. Cái này là hộp này nó cũng hơi nó hơi bị ẩm nè. Là nghe không tặng á. Nghe không tặng có nghĩa là nghe sẽ tặng một hộp này. Nếu hộp sen nó còn ok nha đưa, còn sen nghe không ok. Là tặng chung được. Là trong chung cái tiền ship luôn không? Tặng chung ship luôn, có sầu riêng bưởi rồi luôn. Đó. Là mua 2 cái được tặng một hộp không? Mọi người mà mua nhiều á thì là cái tiền ship nó sẽ rẻ xuống nha mọi người. Bây giờ tiền ship nó rẻ nên là đỡ lắm. Mọi người, cái xoài này là siêu ngon nha, rất ít nên mọi người tranh thủ đi ăn đi rồi mai mốt không có cơ hội ăn nữa đâu. Tại muốn phải chờ em đem về rất qua. Ít. Ừ. Đây. Ừ. Mà cái này nó đề là 500 gram ha, một bịch là một bịch này là 500 gram. Ừ. Là 25 đồng. Trong này có 10 bịch, 5 bịch phải không? Xoài cũng 500 gram 25 đồng đó mọi người. Nửa rất ký, là siêu ngon luôn. Ký ha. Rất là ngon mọi người. À bây giờ chúng ta lấy ra một bưởi ăn bưởi tiếp rồi mọi người. Trời mà cái bưởi này ngon. Quá nãy giờ vô. Hả? Bưởi ngon quá ha. Ừ, hả? Bưởi ngon ha. Hôm trước một thùng của anh ăn là có mấy bữa à. Ừ. Ăn bưởi này nó lạ lắm, nó chứa nó làm cho bưởi, nó làm cho người ta chống mập, giảm cholesterol. Ừ, bữa rồi nghe về đây nghe thích đó mọi người, thích là sao mọi người biết không? À cái bưởi á để một tháng mấy luôn cúng trên bàn thờ mà lấy xuống ăn vẫn ngọt, không hư, không bị gì cả nha. Vẫn siêu ngon nha. Đâu, đưa uống trà đào thử coi. Trời ơi, thank you baby. Trà đào này ở trên ấy mới có phải không? Trời ơi, thôi cái này được rồi, ơi. Hai cái này thôi. Để cái này đâu. Thôi cái này. Ủa, bỏ. Sao coi em làm ly cho cái thằng ban nhạc này kêu này. Cho cái anh ban nhạc, kêu cái thằng ban nhạc tội nghiệp nó ai kêu thằng vậy ha. Mà thằng Vân này phân biệt. Ơi. Phân biệt thằng. Trời luôn. Ơi. Ngon. Bởi vì con này nó ghiền rồi đúng rồi. Trà đào ngon quá mọi người. Đào này của Tôn Ngộ Không ăn cắp ở trên thiên đình xuống không? Trời ơi, ngon xuất sắc mọi người ơi. Em còn có vài thùng trà đào à, mọi người order đi. Một thùng của nó mọi người đem về làm giải khát bán một ly này đó là hơi bị lời luôn á. Đào không bao nhiêu tiền, trà không bao nhiêu tiền mà bán một ly cũng được 5-6 đồng mà ha. 6... Chắc 4 đồng. Đâu, em thấy nhiều tiền bán mắc mà. Đào thì bán 4 đồng đi thôi.
Được chưa, thì ai bán 4 đồng trơn. Em đã từng đi uống rồi. Đúng không, em uống chưa? Uống rồi. 5 đồng đi ha. 5 đồng không? 4 đồng cũng lời rồi. Ừ, ngon mà. Trời ơi, chất chai ngon không? Cũng hết rồi. Con, em ơi, em cho chị cái muỗng nhỏ cho anh lấy cái đào ra, cái đào ngon. Uống hết rồi. Đào ngon quá. Đào là một của Costco mà. Thì đó, Costco cũng ngon mà hàng Walmart cũng ngon mọi người. Bữa hôm mình ngớ ngẩn, cứ đi tìm chợ Việt Nam không ai bán cả, cùng vô là vô chợ Mỹ là đầy. Hết rồi. Costco bán đầy luôn. Ờ, không? Ê nè, có đào nè, cái hộp trà đào Phương. Cái bịch đào đâu, cái bịch đào là như nào, cái bịch đào là bao nhiêu bịch, 10 cặp. Không, cái đó là mua thêm vào trộn mà thôi. Còn cái bịch trà. Bịch trà là một hộp 18 cái hộp. Bao nhiêu tiền một bịch đó? Bịch to á. Mua lẻ có 5 đồng bạc à. Mua lẻ 5 đồng mà mua sỉ là có 4 đồng không? À, mua sỉ 4 đồng. Rồi, siêu ngon, siêu rẻ luôn mọi người. Hơi bị ngon luôn. Mùa hè sắp tới rồi mọi người nên uống cái này. Uống này giải nhiệt ha. Sắp hết rồi mọi người ơi. Rồi bây giờ ăn miếng bưởi xong mình hát đi anh. Ăn ghê thiệt, anh ăn ghê thiệt, thấy không? Ăn đào, ăn đủ thứ uống trà. Ngày nay anh đâu có bánh phở đâu không? Hôm nay off. Hôm nay off phải không? Sáng giờ đâu có ăn phở nên mới có sức ăn được cái này chứ. Không, anh khỏe lắm. Ừ. Một dĩa bưởi, bưởi một dĩa này, ăn một dĩa sầu riêng, ăn bữa bưởi tặng một hộp còn gì đó. Một mứt. Mà phải ăn hết một mứt mới tặng phải không? Ừ. Ngon quá. Chế Phong lỡ chuyến đò ha. Có được ăn. Bữa ngon quá. Ngon. Bữa quá ngon. Vừa ăn vừa nuốt nước miếng rồi đó. Ừ. Vừa ăn ngon có vừa nuốt nước miếng. Bữa quá ngon. Con ăn. Hello. Anh ở nhà. Dạ em đây chị. À, em hả chị mới hả hộp sầu riêng bán rồi hả? 130 thùng, chị ở đâu vậy? Chị ở đường Will Smith nè. Dạ, có gì em nhắn tin cho chị chạy qua em. Em có gửi cho chị được không? Vô đi. Chị nhắn tin đi em coi coi sao em báo. Nhớ chuyến đò rồi, đang gần Chế Phong quá rồi. Ai vậy? Chị nhắn tin cho em đi rồi có gì em gọi. Chào ông Chiến. Đang live stream đấy. Ông Chiến. Ông Chiến đi mình hay đi với ai vậy? Ủa Phong. Anh đi đâu mới về vậy Phong? Trời ơi, bởi xa cơ như chiến trường có tiếng. Rồi. Vô đi. Thôi cho anh rồi làm chứ. Vô đây. Làm là được nửa một tiếng rồi chờ một Phong. Rồi đó. Vừa làm vừa câu không đời. Vừa câu giờ chờ Phong. Anh vô đây đi. Anh vô đây đi. Anh phạt đền bằng cách anh phải hung tôi 100 cái. Trời ơi. Vô đây đi cho anh nội. Trời ơi, bởi sơ cơ như chiến trường. Tôi mà phạt đền ai là người ta phải hung tôi đó. Vô đây đi, tôi ăn xoài thế này. Rửa mặt cái đá, rửa phấn son đi đá kìa, phấn son đầy mặt kìa. Cái chai giờ này bê đeo quý vị. Đánh phấn son qua luôn hả? Nói mọi người ơi, trời bữa ngon quá anh ơi. Nàng, mà có gì nhờ, có bữa quá ngon mọi người. Hàn mật tử chưa? Chưa. Nàng hỏi rằng ta điên hay tần, còn nàng tần hay điên mà lại nói tiếng thần kiều. Trà dính nhau. Em làm cho chiếc phòng một ly trà đào nói luôn tiếng, em. Nói tiếng thanh kiều mới ghê chứ. Thân à, của riêng ta chỉ bán cho cừu. Thank you, cảm ơn đó. Mọi người ơi, trời ơi, hôm nay em được ăn trà đào ăn bưởi, má ơi, cái gì cũng ngon hết trơn. Này, thế này, ăn xong lại thành tiên quá. Thì có ngon, cái gì cũng ngon luôn trời. Thank you bé Phương nha. Ủa, là cái trà đào em cho có 1 gói hay 2 gói mà ngon vậy? Cái đó 1 thái. Bé Phương. 2 là ngon nữa. Bé Phương có thể cho 1 gói. Dạ. Cho 1 gói nữa vào đây được không? Cho dạ. Nước. Cho 2 gói ngon hơn hả? Dạ. Đúng rồi. Hèn gì tao nghiên cứu rồi. Hèn gì? Thì cái vị nó khác không? Nó nói tại sao nó ngon vậy? Dạ, tiết kiệm thế. 2 gói ngon nữa. Trời ơi. 3 gói ngon nhiều nữa. Ôi mọi người ơi, cái trà đào này bé Phương nó pha xuất sắc. Con nhỏ này nó nghiện trà đào nha em. Cứ lâu lâu chạy qua chị Nga cho em lấy mấy hộp trà đào là về nó uống sạch banh luôn. Lại đây đi Phong. Khoan đây anh cởi cái áo ra cho nó. Cái lỗi anh lớn lắm, anh phải vô đây hung tôi 100 cái hay chưa. Nè, nói có sách mới có chứng nè. Xong là có check nào ngoài trong FBT anh. Ghê không? Của FBT anh. Một đời mà anh chạy xô chịu của Phong. Không phải. Xô FBT anh rồi xô em nữa rồi tiền anh xài xong hết Phong. Không. SBTN thì đài xô đài truyền hình đâu có chứ tiền đâu, có khoảng triệu mấy à ha. Trời ơi mọi người ơi.
À, Chế Linh lại nhà Nga chơi. Ú lộn, Chế Phong lộn. Ê, có chừng ngồi sorry. Phong, ngồi lên cái Phong, cây. Hôm qua, hôm hello qua. Cả nhà. Hello. Cả nhà Thúy Nga chứ cả nhà của em đâu? Cả nhà của Thúy Nga với okay. Cả nhà của Tân Cảnh. Không, không phải của mình, cả nhà Thúy Nga. Cả nhà của Hưng. Cả nhà của mọi người. Nghe đồn bữa hôm qua YouTube cứ đòi ông Tuấn Cảnh kể là kể xấu về em phải không? Ừ. Em ba mặt một lời đi, ổng đòi không cho anh không đòi. Ba mặt một lời là chứ ông Tuấn Cảnh đâu. Thúy Nga coi, anh bảo là không, Thúy Nga nó đâu có gì xấu, nó chỉ có bưởi mới sầu riêng thôi. Thằng này nói là nó còn vú sữa nữa. Không. Trời, vú sữa thì dòng sữa ngọt ngào nó nói cái gì đó. Không có đâu. Nó thèm. Vậy em tin ai đi, anh cuộc đời anh, em biết rồi. Nó bảo để em chị anh em. Không bao giờ biết nói xấu đàn bà đúng không? Không, không có nói anh xấu. Chỉ nhân anh chỉ lúc nào cũng vậy. Không sao? Phải như anh Tuấn Cảnh. Anh Tuấn Cảnh là lúc nào cũng vậy. Bán vợ rất là ngon. Kỳ đời nở chứ quốc vậy mới được. Dùng gì đâu. Chẳng của chúng ta sao nàng lại nói tiếng thanh kiều. Nè, uống mấy nước trà đào. Uống nước trà đào để cho nó ngọt giọng. Em cho cái muỗng này để ăn Phong. Cũng anh nói thiệt nha, cái thằng cái con bé ngồi bàn số 1 hôm qua em tới phải không? Con bé ngồi bàn số 1 mà con hay cười cười nó coi của em ghê, nó là cái subscriber của em đó. Nó bảo nó người ta nó. Không, nó nhìn nó là con gái thấy không? Mà nó là ít tuổi mình thì mình nói nó được rồi. Nó bảo chứ nó bảo là em tưởng anh Chế Phong to lắm, hóa ra bé tí à. Mới nó nói cái gì bé mà. Nga sao chỗ nào cũng có lông tóc rồi. Chỗ nào cũng có, hôm qua ăn ngày cơm nhà chuyện em. Tóc. Thì Nga. Ủa sao lông tóc đâu nhiều nó vậy? Nó nói chuyện lông tóc. Mà sao hôm nay hai đứa đi ăn. Khoảng từ từ để hỏi tóc giờ này em xả ra đó. Cái của anh là cái này không? Cái nào hồi nãy không xài. Thêm cái này không? Cái đồ đây. Dạ, cái này có. Mọi người ơi. Em làm bán hàng trên live không ai trả lời đây. Bây giờ Nga sẽ trả lời liền nè. Là bưởi á mọi người. Sorry. Nga không biết chốt đơn. Ở trên live đây nghe nói nè, bưởi một thùng 30 bao, 8, 9, 10 quả nha mọi người. Có 10 quả, một thùng là 160 nha. Cái chị kia chị mới nói kìa, chị giận chị nói sao bán hàng trên live mà không có trả lời trả vốn gì chưa. Sầu riêng á là một thùng 4, 5 quả, 30 bao, 130. Mà mua một thùng sầu riêng với một thùng bưởi được tặng một hộp mức 25 đô. Nó muốn miếng rồi mày từ từ thôi mày. Nếu có đó. Mà mọi người nhắn tin cho tôi nghe 279-279-999 là hoặc là nhắn tin cho xin nha. Ở đâu mà có vụ này với cô? Bạn cô đi dịch nào vậy? Bạn 1465 thì ai nhập cô vậy? Rồi, cái này đeo từ lâu rồi mà. Lâu rồi Phong ơi. Trời ơi Phong ơi sao Phong lại Phong đeo lâu rồi. Chứ Nga, Chứ Nga. Mày cầm một cái lắc cho mày ngay cho nó đúng. Đúng phim trường coi. Cầm lắc cái coi. Đúng cái này giống ở Đài Loan nó quay ghê chứ ha. Trời. Đúng ở truyền hình Đài Loan không? Xì xì xì. Phong chưa chưa. Nói tới Đài Loan nè. Nhĩ Hào. Nhĩ Hào đâu phải đâu. Nhĩ Hào hấn hảo là còn thân nữa nha. Nhĩ Hào Ma là mày có gì không? Cái gì vậy? Nó bậy. Nhĩ Hào Ma. Bậy. Thân. Anh. Nhĩ Hào. Là tốt lắm. Nhĩ Hào là khỏe không? How are you? Nhĩ Hào Ma cũng là hỏi đó. Nghe em nói, Nhĩ Hào là câu hỏi chung, còn hấn hảo là rất là thân. Hấn hào cũng vậy luôn, hấn hào thế còn phải chứ... không cả nhà chứ Phong chỉ nói vậy thôi. Mẹ nó mới đi thu anh mới đi nhậu khai thì cái mùi rượu không á, lên ép đi thêm lúc nào cũng vậy, chút xin lúc nào cũng có đầy ở trong hèn gì má ơi. Bởi vậy gì đó chi kỷ phòng dầu nó vậy đó, thấy không? Chi kỷ phòng dầu là gì không? Anh dặn em làm bao nhiêu điểm em mua nào điểm gì à? Chưa chút xíu nữa chưa đây nè. Xong Phong ăn cái xoài thái lan đi. Ăn sao xong đừng có đi tìm tôi nha. Tôi không ăn, tôi cũng đi tìm cô hàng ngày mà cô nói gì vậy? Ăn xong khỏi tìm luôn. Đẹp ngon. Phương. Dạ. Ăn xoài thái lan đi Phương. Dạ. Xoài sấy thái lan. Phương không khỏe không Phương? Trời ơi trời. Phương. Phương ngon. Ăn đi đừng có hỏi chị là xoài đâu nha. Đây này. Chua, thằng này không biết ăn chua nhưng mà nó ngon. Ngon quá. Trời, nó đang có bầu, nó đang có bầu sự nghiệp nó. Nói chuyện cái tóc nữa, cái tóc đấy không có được đâu nha. Hai đứa kia bồ nhau đi ăn bún. Thằng bồ nó mới thấy cái sợi lông ở trong cái dĩa bún á. Nó la bà chủ quá trời là la, tại sao trong dĩa bún có lông tùm lum tà la hết á. Thằng con vệ nó bảo chứ anh lông thì anh có đâu có sợ lông đâu mà anh mới đầu vô đó mặt anh chung đó mà anh cứ sợ lông hoài. Không, anh là đâu cho đó lông là lông, bún là bún. Mà trong cái đám lông đó mà nó có sự bún là cũng không có được đâu đấy. Không có được nói vậy. Ông này ổng nhiều chuyện
Búng là búng mà lông là lông, không có để chung gì. Tại đây mới mới nhất sợi lông lên này thấy không? Bảy à? Tóc. Phương, tóc ăn ăn miếng sầu riêng. Có xoài ăn thử chưa? Ngon cái rồi. Ăn. Xoài ăn ngon không? Nè. Nè. Không nha. Búng là búng mà lông là lông. Nga đúng của cái này là em giải thích con đây là cái gì mà ngon thế? Nó ngon quá rồi. Tôi chưa từng thấy cái nào mà nó ngon như cái ngon. Này đâu. Xoài Thái Lan á. Đã phân tích rồi, nó có mùi mủ nha, nó có mủ của cái trái xoài tươi nha. Nó y chang trái xoài tươi. Nó lại chua, nó lại ngọt, nó lại mùi lại thơm. Không? Nó sấy gì đó đem vô Mỹ. Chứ Phong chưa bao giờ ăn cái miếng mà không, nó không có tẩm đường, tẩm nước gì hết. Nó là nacho, nó là cái trái không. Chứ Phong chưa bao giờ ăn cái miếng nào mà nó ngon như cái miếng nào nha. Không cái miếng nào mà ngon như cái miếng này. Ăn rồi khác. Uống đào. Chưa, đậu cảnh. Không, anh cảnh hát chứ ơi. Cảnh hát cái gì bây giờ? Anh hát đi, hát đi. Anh hát đi đừng ngại ngùng. Rồi, hôm con cho chú Tuấn Cảnh hát bài đi. Khoan bây giờ đang là 300. 300 hát xong. 302 hát xong thuộc 100 mà. Ai hát mới được. Không. Tuấn Cảnh hát trước nè. Tuấn Cảnh hy vọng lên chứ em đừng hát nha. 302 hát thuộc mẹ xuống còn trăm mấy. Mày không dám hát luôn. Anh mà hát á, anh đang 302. Ủa cái mic mở chưa vậy con? Ừ. Tuấn Cảnh mà 302 Tuấn Cảnh hát sẽ còn 203. Alo. Ủa nãy giờ là chưa mở hả? Mới mở. Bây giờ mới mở hả? Trời ơi sao nãy giờ không mở lên để cho nó. Thằng nào người ta nghe người ta nghe mình trả lời người ta bảo không có thấy trả lời. Đây mọi người ơi, cái bưởi là một thùng từ 8 9 10 quả nha, 160 nha, ăn là bao. Chuyện tình người đang áo ha, là thứ. Chuyện tình người đang áo nè. Bolero luôn. Bolero. Không, từ từ đi, người ta hát cải lương không từ từ. Không hát cải lương. Cải lương không hát mất thời gian tốn. Hai thùng bưởi lại chuyên qua hai trứng cải lương hết mẹ trứng dưới rồi chứ. Hai thùng bưởi á là vẫn là 160 một thùng, hai thùng bưởi là 320. Đây này anh thì ship lên Bắc Cali á, nếu mà ship sau dê á mà ship đi xe đồ hoàng là chỉ có 30 đồng một thùng nha quý vị, 30 đồng một thùng là hai thùng. À nếu mà ship hai thùng bưởi đi lên Bắc Cali á mà ship đi xe đồ hoàng là khoảng 50 đồng thôi quý vị. Nếu mà ship một thùng thì 30. Không, nhỏ nhỏ nhạc cho cô nói chuyện xíu rồi. Bây giờ đang 308, 311 mình hát xong xuống còn 211 là mình buông micro mình đi luôn đó nha. Anh bài chuyện tình người đang có đi ra nha, đi ra là anh Tuấn Cảnh anh giận anh bỏ về. Nhưng mà mọi người nhớ tặng sao cho Tuấn Cảnh nè mọi người. Có người con gái em. Có tụi bài hát gì mà có người con gái? Chuyện tình người đang áo mà có người con gái. Xoài ngon, ngon, xoài ngon nhất. Ngon quá à. Em biết rồi, em qua Thái lắm. Em cười cho nó sạc lắm. Em ăn rồi em sợ luôn á. Nhưng mà nó không có nóng. Người con gái đông về đàn áo ấm ra xa trường. Ước mơ không niềm vui bé đến phương trời xa. Ai đi trong giá lạnh chẳng nghĩ chuyện người đàn áo. Một vầng trăng xe bóng chia đôi áo đan xong rồi lỡ mưa đông về giá lạnh người. Mỗi mùa đông đến mang từng cơn gió rét run vai gầy. Đóng cửa lại để con ăn khó nè. Những ai âm thầm gom đầy nhung nhớ viết nên thành thơ. Trong tâm tư áo xếp bằng những dòng lệ tăng mưa yêu lành giá đêm sâu đã thương nhau rồi mấy ai không ngồi đàn mộng từng mùa đông ai đã náo gửi đi. Con ơi đừng có đi ra mùa đông ra quên đi ai đã nước tình mặn nồng những chim chiều về có đôi để mưa gió về đừng lạnh lùng
vì em trong bao ngày xa cách đang mộng đẹp vào chiếc ngao mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân tiên tươi lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ nhớ mùa đông tiên em ngồi đàn nào ấm giá xa trường áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi anh quên cho em mơ có một chiều nắng nhiệt tình đất nước người về xây hạnh phúc tương lai áo đan sông đôi nhớ cho em gửi muôn vạn niềm hay quá Khánh ơi hay quá vẫn còn 301 Khánh ơi làm ơn làm phước đừng có ra ra là đi đâu mà dội mà vàng mà dấp phải đá mà hoàng phải chân dần chân nghe lại quán bà nha sầu riêng ở đó bữa này còn đây đó hay quá Khánh ơi alo alo cái này mở bít chứ vậy mùa đông ai đã náo gửi đi mùa đông ai đã nước tình mặn nồng như chim chiều về có đuôi để cho gió đừng lạnh lùng để chết mẹ ca sĩ gì kỳ vậy vì bị sặc sầu riêng lên cổ lại nha mùa đông chết cha mùa đông ai đã nắm gửi đi mùa đông ai đã nướng tình mặn nồng như chim chiều về có đuôi để mưa gió đừng lạnh lùng để em trong bao ngày xa cách căn mộng đẹp vào chiếc ngao mùa đông cây lá âm thầm chờ mùa xuân thêm tươi lá rơi mấy mùa là mấy đông em chờ nhớ mùa đông đêm em ngồi đàn nào ấm giá xa trường mọi người đi vô đi đừng có đi ra áo ra là cái không sức tại lớn giận lắm đi về nhưng lòng thêm ấm những khi anh đó vô lại rồi vô lại cả nhà ơi cho em mơ có một đấy. Chiều nắng đẹp tình đất nước người về xây hạnh phúc tương lai áo đan sông suối nhớ cho em người muốn phản niềm áo đan sông suối nhớ cho em gửi muốn phản niềm ấy Khánh ơi vô lại đây mất rồi còn có 200 mấy à đâu vô rồi anh yên tâm để chị phòng á đây khán giả ơi khán giả vô lại đi đừng có đi ra anh giận anh về tấn cảnh hay dễ giận lắm tại có cái cốt bóng trong người đó mọi người hát giọng bê đê quá để mới hay đấy bây giờ là model là giọng phải bóng gió vậy đi hả đúng rồi anh Phong mới một cái dĩa này đầy ủi anh nó bảo anh hết đến trong một thùng ăn về hai ăn giấy bị sặc sầu riêng không anh hết thiệt một dĩa này đầy này nó bảo thôi để dành cho chú Phong anh ăn đi ông chế Phong quên ông biết ông thích ăn sầu riêng phải để phân rồi nó nhão ra hết rồi nè không bây giờ nhão vẫn không vẫn ăn được em mới ăn muối đó anh nhìn ăn hết mà không dám ăn để phần cho chế Phong nó nói thiệt mê trai
anh một ăn hai đi hết. Anh cứ ăn đi, em thèm mà anh ăn hết. Chứ không chấm cho Tuấn Cảnh mấy điểm? 3.5 riêng anh Cảnh thì không dám chấm thì để Chế Phong sẽ nói cho em sau, chứ mà chấm cho anh Cảnh thì họ không bút 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 mực nào mà tả được, nó không chấm được luôn phải không? Yeah. Bây giờ phải tặng cho ông cái kèn saxophone để cho ông thổi nữa mới đẹp. Có kèn nha. Nếu mà theo như con mắt có kèn kèn chung bén thổi. Ủa có kèn luôn anh? Đi Chế Phong thổi. Sao anh đầu tư quá vậy? Đâu có mà tài lâu ngày nó không dùng kèn, thổi kèn. Anh Du bây giờ là anh thấy không? Con ảnh mới về Việt Nam là cầm nguyên dàn âm thanh. Ủa, về con đây mới về hả? Thì đó, bởi vậy nó về 3 cây chứ Nga về 6 cây. Em á thì đi về chỉ cầm cái cây qua thôi, nó thì cầm dàn âm thanh qua, mỗi người một việc. Thì bây giờ mọi người rất là cảm ơn Tuấn Cảnh đã hát một bài rất là hay. Bây giờ để lấy phòng đi, bây giờ để đưa cho bình luận cái điểm của anh thì em cho anh là 0.75. Có tôi 9.5. Ủa chứ mẹ, 0.75 là thấp không? Điểm rồi. Dạ, em xin lỗi anh. Ai em là, xin lỗi em chấm nhầm anh. Loài người đang ở cái chỗ 0.75 ở trong cái mức 7 điểm á. Không, anh là 7.5. Em nhầm mồm, mẹ 0.75 là dưới 1 điểm mẹ nó rồi. Thì rất là cảm ơn Tuấn Cảnh và sau đây thì là Chế Phong. Chế Phong. Từ từ, tôi chưa có tới. Chưa có định hình đó hả? Chưa. Chỉ còn hát bài về tên về cô đi, áp cổ tháp chàm nữa ha. Tên cô đi. À, bây giờ là Thúy Nga xin trình bày một bài hát. Ủa sao nói cái giọng kỳ vậy? À, để cho mọi người cảm giác là sợ luôn á. Vui. Thì là em sẽ trình bày một bài hát hơn. Sâu đâu? Bài hát chiều nay gió đó đông về dừng chân trên bến xưa. Ngày xưa nhà Thảo mấy Minh Thuận hát cái bài này hoài. Không. Kính thưa quý vị, sau đây đứng trước âm thanh Bích Ngọc phát âm đối diện với quý vị Quang Ngọc hát Thúy Nga một bài hát rất là vui tươi, bài hát được mang tên Sầu Đông. Sầu Đông, một sáng tác của Khánh Bằng. Con biết đàn bài đó không? Tỉnh biết cha, con cha, vô cha, cái bài Sầu Đông cha, cha con mà. Mi thứ em bỏ bỏ hai biết á, đó là bài hát thôi của nữ mà hát mi thứ mi nam nữ mà đi hát mi thứ không. Con là đúng rồi em. Mi không có đúng là mi của nam. Trời ơi. Tuấn Cảnh là được cái rất là đam mê sầu riêng nhà ngang nha quý vị. Nghe một lần mà mua 2 thùng về ăn quang lại em hết sạch luôn. Em mua 2 thùng không nhớ chưa? Đây, em có cái lời bài hát cho sầu sầu đông không? Chiều nay gió đông về. Không 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 chân không chân nam á. Đến xưa đời trai cô hương về ăn bông hương. Mở lời đi. Mở bài rồi. Đánh mừng cái đó cái phong cái canh đấy. Dạ. Đây anh ăn sợ đi. Để chờ cho anh làm cho em. Đánh cho lời bài hát. Thank you.
lâu quá không có được hát mọi người. Hát em hát lên nè, anh thấy không? Gặp em đàn ông nó mạnh mẽ. Chiều nay gió đông về. Trời ơi. Dừng chân ai làm mấy và cả nhà ơi hãy ủng hộ sầu riêng và bưởi trái cây cho em. Vừa rồi em đi về Việt Nam đó quý vị, em bung tiền em làm từ thiện, em làm nhiều trò rồi. Quá em thật sự là em qua đây em nghèo luôn đó quý vị, em rất là ngơ ngác, ô sao mình lại xài nhiều tiền thế. Ủa, nhỉ, sao mình tự nhiên nghèo đi thế nhỉ, trời ơi, nghèo nghèo hẳn luôn ấy. Trời ơi, thật sự là không hiểu tại sao mà vừa về một cái quành qua quành lại chưa kể tiền ngoài mà cái nhà băng em ở Việt Nam nó bay luôn 500 triệu quý vị ơi. Trời ơi mày em hỏi con có bị lủng không? Bây giờ không, không bị lủng, nhà băng em có tiền sẵn. Nhà băng Việt Nam. Bây giờ thì đâu? Cô hát xong. Nghèo thì lâu. Luôn. Nghèo thì lâu mà giàu thì nay mai. Mà không, nghèo thì lâu. Thì đấy, chưa kể tiền nhà băng nhà chưa kể đưa cho chế phong nữa. Băng trợ lý tiền mặt em đưa chưa về. Chưa kể chế phong nó ăn phần trăm ở trong đó đúng không? Đâu, chế phong đâu ăn gì của em đâu. Ủa, ăn bưởi, ăn chế phong chỉ ăn em mà ăn chưa ăn. Xong. Chưa có đồng chặt. Bây giờ nè, giờ anh hát bài gì đi. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà ơi, hãy ủng hộ sầu riêng. Bưởi. Hãy ủng hộ sầu riêng bưởi cho Thiên Nga. Mình là ca sĩ mà hát bài mệt em mất dấu quý vị. À, cảm ơn quý vị. Cảm ơn Thiên Nga rất là mệt. Và bây giờ mời chế phong hát. Bây giờ từ từ, tôi nhắm điểm thôi đó. Anh Cánh, anh chấm điểm cho Thiên Nga bao nhiêu điểm nào? Sầu đông. Chấm cũng được 0.70 á. Thế mẹ sao xuống thu anh vậy? Trả thù, trả thù. Lại mà mình thù, gì? Mình thù cái lắm. Không. À thì có 71 được không? Âm thanh này hay lắm á mọi người. 0.71. Không phải 71, về cho em như được âm điểm được, miễn sao em biết mình hát cái sao em biết anh là quý gì? Quý gì? Cứ biết hãy anh. Đến với chương trình đội nhạc hải ý lộn đại nhạc hội. Một đêm duy nhất đội nhạc hải. À. Xanh sao đi về thành sao xanh. Thôi ăn rồi, no rồi, ăn mà. Chiếc một đêm duy nhất. Đêm nay đoàn chúng tôi tăng cường 5 danh ca Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh ơi ấy tự nhiên về báo cho quân ta được rõ đó. Rằng gió đông sơn đã vùi thay nơi các buồn sơ. Anh mà lại hơi giật được ơi hả? Còn em đâu, à. Tình cha mắm như bằng Thái Dương lấy hơi chưa vậy đó. Em đem về Việt Nam mới có vỏn vẹn ba mấy ngày hả? Mà sao quay lại em đẹp hơn hả? Không. Mập mạp ra. Sao? Ủa mà sao cái giọng em anh công nhận? Nên Tây Nguyên và chị Siêu Black dạy cái hú hí ở trên đó đó. Siêu Black á. Ủa giọng hay em hả? Em đi lên tới chị Siêu là chính cao rồi. Rồi. Không phải, hôm nay là Siêu. Âm thanh nhà em lên. Ý là lên tới chị Siêu rồi nha cao. Chị Siêu chị nuôi heo. Mà nhiều heo nó la quá. Phải la bậy. Chị Siêu lên. Chị Siêu là giọng cao lắm. Mà vậy em công nhận. Dạ, em má thấp kìa, ừ thấp. Em giỏi, em học cao, mày má thấp từ tay. Rồi nãy giờ tôi tưởng tôi khen, tôi anh tôi nhập đâu, tôi có bao giờ nhập cô. Cuộc đời tôi lúc nào muốn đưa cô lên. Trời ơi. Nó thấp quá cho nên nó không phải đợi được nâng một chút không? Không. Cái tật của cô đi về, ghé chị Siêu mà không cho tôi được nói vài lời là gì? Em hiểu không gọi? Anh
đúng không? Em biết em giờ nào mà gọi ly cà phê ban mê cả mang về. Đắt khách quá mà nha. Nhưng mà cô về tới Việt Nam là cô quên bẵng hết một mỗi người bên này. Phong. Anh nhưng mà anh có thân gì siêu không? Thân chứ. Vậy để mai mua cái vé anh bay về đi. chị siêu á. Được. Mà đi về mà cả thăm chị siêu mà tự nhiên không có mang ly cà phê ban mê về, mang trà đào về mới ghê chứ. Thì đó bởi vậy. Rồi vậy mới mang ly chị cà phê. Chị siêu nó là legend rồi. Thì đây mọi người ơi, rất là cảm ơn cả nhà là đã ủng hộ và coi cái clip này của em. Hay quá, còn 200 mấy à. Hay quá. Bây giờ chế Phong hát đi, chế Phong. Từ từ tụng thắng. Chế Phong. Đúng hả? Tụng thắng hoài đi. Chế Phong mà hát chế người ta đi ngủ hết, còn có 200 view á. Anh yên tâm. Ai mà hát anh yên tâm. Anh nhìn thấy là 200 mấy nha. Xuống anh. 100 mấy. Không. Là còn 2 mấy à? Ờ, 2 mấy. 3.000 mấy. Mấy à? Mấy người còn... Hát đi Phong. Hát đi tự. Hát đi Phong. Cho anh chị bói cho. Anh nói chuyện mà. Nó xỉn rồi nè. Thằng này bây giờ nó nhiều chuyện lắm, nó thích nói không? Không thích hả? Anh mở, anh mở cái nghe nhanh ca đi. Ta bài gì? Kìa Trần Minh. Kìa Trần Minh khôi chuối. Không, hai người mà hát đúng không? Phong sẽ chọn cho hai người hát một bài. Có rồi. Bài gì? Lý Chiều Chiều. Lý Chiều Chiều hát làm sao? Chiều Chiều đâu ra đứng bên bờ ao bà, thấy bà Nga. Bà Nga là bà nào? Bà Nga nè. Ồ, đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm chị Dung. Chị Thu Dung. Chị Dung thành đông. Anh hát cái bài nào mà anh chế mới nãy vô anh hát chế thì ăn trái á, bình thường không sao đâu mà em kêu là không bao giờ làm được gì hết á. À, vậy hả? Bình thường là ban làm cái gì cũng được, có mình thấy tự nhiên thấy công đang ai lại kể chuyện tiếp cái con nhỏ mà nó bảo chế Phong sao nhỏ thế anh bảo không có đâu em lộn rồi đó, cái ngòi của nó bự lắm chứ còn pháo nổ của nó thì ít thôi nhưng mà ngòi nổ nhiều. Phong thấm thía cái bài mà 480 cái thuốc nổ. Nga nghe rồi không? Chưa. Nga đâu được nghe đâu, Phong kể lại đi. Anh kể bên gia đình của Nga nghe đi. Chưa. Nghe chưa? Chưa. Ông đi tập gym. Đâu có đâu, không phải. Anh kể thằng Trả. Thằng Trả đi tập gym. Không phải, không phải kể luôn thôi. Thằng Trả đẹp chim thì vô quán anh khoe Trả đẹp, Trả nói anh chưa đẹp đâu, thằng kia kìa nó quen con nhỏ đó, nó dắt vô phòng trọ. Vô cái tay này sắn này. Cái tay này thấy chưa, 80 kg thuốc nổ, 80 kg thuốc nổ tại đây. Cởi quần lên, không cởi cái quần dài ra, không diễn thôi, đừng có cởi nghe nó cởi, cởi bỏ cái quần dài ra mới thấy này. 200 kg thuốc nổ một bên á, một bên là 400, một bên 200, bên đây là 200 là 400, bên đây 80, bên đây 80 nữa là 160, tổng cộng 560 thuốc nổ. Mà ông cởi cái anh đồ que ra, mà cởi hết đồ ra cái con nhỏ bỏ dạy mất chạy quá thì chạy luôn. Năm ngày hôm sau, ngày hôm sau con gặp con chưa bảo sao anh ấy mà em kể bỏ chạy vậy. Em thấy anh toàn thuốc nổ không à, mà cái ngòi của anh có chút xíu à, làm sao mà nó nổ nhanh, em chạy không kịp. Cái nó là 560 kg thuốc nổ mà cái ngòi nổ bị chút xíu quá. Là mình đúng rồi, nổ ngồi đúng bén đường cái là chạy không kịp. Bởi vậy bây giờ cả nhà bây giờ là để tiếp theo chương trình Phong hát đi Phong. Quảng cáo. Bưởi. Quảng cáo nãy giờ rồi. Quảng cáo xanh không? Nè bưởi da xanh nè, ăn đi. Bưởi da xanh mà lòng lại hồng ha. Hôm nay lại có cái này. Nước đào, có bán trà đào. Cái gì nó đầu ở đó đào. Trà đào mình về về đào. Chị Siêu Black không mang cà phê ra mà mang trà đào về mà rất là ngon, ăn đi uống đi. Nhưng mà bán trà nó có luôn mấy cái này trong đây luôn hả? Không, cái đào này mua ở mua mặt riêng ở Costco. Đừng mình hát bài cải lương. Sao anh chưa hiểu? Đâu biết là cải lương là nó mà hát ai đờn là cải lương đâu mà hát. Tôi đờn được có câu một rồi, có một còn câu hai. Mở cái nhạc của anh lên ở đây con hết rồi. Mở karaoke cải lương đi, hát bài gì muốn hát bài gì đi, hát bài hoa cao cầu lấy, không lấy không. Cái điện thoại của bố cho chị Phong hát bài đi. Cho chị Phong hát bài đi. Ok, biết hát bài lý Lý Chiều Chiều không? Không phải Lý Chiều Chiều đâu, Lý Con Sáu Sân Sông đồ ngồi. Thằng kia đó, thằng kia nó thay vì người ta ai đêm mà con sáu mà qua sông đúng không? À. Con bồ nó đi lấy chồng nó giận con hát. Chiều ra đứng nghe vô tai. Đâu, không bài này đúng Lý Con Sáu Sân Sông. Ai đêm mà con chó mà qua sông giận quá. Bài giao con. Hát đi cho Phong hát bài đi. Lý Chiều Chiều. Phong hát bài gì đó. Đâu đâu. Chiều chiều ra đứng tay à, đâu đâu phải Lý Chiều Chiều đó.
Đúng rồi đó, lý gì vô đây em? Ờ, à, lý là lý bởi bự lên Nga, làm như mắt em rõ lắm vậy, anh rành em quá mà Nga. Chị... Alo, alo. Tông nữ nghe cho chị Nga hát nha, đừng hát tung của chị Phong. Rồi tông nữ rồi, tông nữ rồi. Mọi người ơi, nhớ đặt trái cây thì là nhắn tin 279-279-8989 nha. Hoặc là mọi người lấy cái số này nha mọi người. Nhắn tin cái số này cũng được mọi người, 714-653-2008. Ủa, 2002 là 2028. 2028 8028. À 8028, lộn. 8028 714-653-8028 mọi người. Lầu Tây chúng ta mọi nước chiều 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 ra đứng Tây Lầu Tây anh đi Tây Lầu Tây anh lầu á Tây Lầu Tây Tây âm tan tình mà đắng nước tưới cây ngô đồng ai khiến xuôi trong lòng thương nhớ thương mong chờ
Orange juice. Mùng chưa. Quả này là mới luôn á. Mới vừa về luôn á. Em mới vừa nhập về. Tưới cây ngô đồng. Rồi. Ủa chưa? Bây giờ đi bán sầu riêng. Thôi mọi người ơi. Mua thì riêng. Nãy giờ à, nghe hát cũng mệt rồi. Sầu riêng ngon quá, sầu riêng. Sao ngon dữ vậy nè? Ngon dữ vậy. Ai mua sầu riêng chứ ai mua sầu riêng. Hay dừng chân ghé quán nhà. Nhà đây mới bán sầu riêng. Nhưng nhà không bán tình riêng. Trời ơi, sao cứ... Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh bán phở riết bây giờ dọc ra cái lưng anh sao vậy? Đi đâu vậy? Ai mua sầu riêng chứ ai mua sầu riêng. Hay dừng chân nghe quán nghe. Nhà đây chỉ bán sầu riêng. Nhưng nhà không bán tình chân chân chân. Đường lên dọc đá cuối đêm trăng tà như câu chuyện hay quá vô vô bất ngờ luôn á. Có gì thích nhẹ nhẹ cho trong lòng khó chịu lắm. Ông hoàng đỏ nửa đêm trăng tà hồn đã quên đất bóng chèo nghiêng nghiêng bóng trăng chèo nghiêng nghiêng bờ cánh dài như hoang vắng. Tiếng chim kêu đâu đây nghe nức nở giữa trời hoang. Hồn ngất ngây. Hồn ngất ngây điên cuồng. Nghe hồn phanh. Hút tình cảm. Hút tình cảm. Em không. Hàn mặc tử. Hàn mặc tử xuôi về quê cũ. Dấu thân nơi nhà của anh. Mong cầm ơi hát tiếp dần em đi em đây không cần cái cha phong này á tiền tình á con ơi. Ê, em bỏ sầu riêng vô lại thùng chị tiếng chim kêu đau thương vui bỏ vô dưới trời xưa tôi lấy băng keo kéo lại là rơi rơi đâu đây cho nó giữ lại chân người em về xưa tìm mùa đào tông nữ thường lên dọc đá đúa đêm trăng xa nhớ cầu viện xưa lầu ông hoàng đó tăng 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 tiếng chim kêu đau quá phải trời ơi em xin lỗi cả nhà cha bán phải sầu riêng dạ trách thầy cho tôi điên trách thầy sầu riêng reset nha mọi người siêu ngon nha rồi đây làm lại đi con trách thầy làm lại đi ai mua trăng tôi bán trăng cho từ cô gái bán sầu riêng bây giờ hẳn đi bán trăng luôn quý vị tôi bán trăng cho trăng nằm y như cành liễu đợi giờ ai mua trăng tôi bán trăng cho chẳng bán tình duyên ước hẹn hò lớn luôn nữa hả đường lên đường lên dốc đá đưa đêm trăng tàn nhớ câu chuyện xưa lầu ông hoàng đó thua nao chân hàng mặt tớ đã qua ánh trăng treo nghiêng nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng tiếng chim kêu đau thương như nức nở giữa trời xưa lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân người tìm về nửa đêm trưa đường lên dọc đá nhớ xưa hai người đã một lần đến
tình yêu vừa chớm xót xa cho chàng cuộc sống bên nhân tiếc thay cho thân trai một nửa đời chưa qua hết tránh thay cho tơ duyên chứ thắm nồng đã vội tan hồn ngất ngay điên cuồng cho trời đất cũng ta mặc bộ dâu ngồi riêng hàn mất tư xuôi về quê cũ sống thân nơi nhà buồn mộng cầm hỡi thôi đừng thương tiếc túi cho nhau mà thôi tình đã lỡ xin một câu hứa kiếp sau ta trọn đôi ê á về chân cái anh chứ còn chắc phải được là điểm mới chết à thân tàn xin để một mình đơn côi tìm vào cô đơn đấng quy nhân gầy đón chân chạm đến hay quá nha. Hay quá ngày xưa nào biết não là cái gì chốn xưa ngấp đường vào cưới kết hoa chốn hoàng liêu tiêu sơ ngàn năm thầm nghe trăng vỡ sóng thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng kiểu hồn phách vứt lên cao vô không phải vứt đâu tâm như ta dài cái bộ bài này dài lắm rồi dài lắm thôi thôi em hát đi giờ không ta liên khúc kể nãy giờ hát la từ đầu cuối á xong rồi trông nữa đang la con cứ đang la đi ta liên khúc ủa ở ngoài mở cửa này còn đâu à, mà mở cửa ủa vô chưa vô đâu thằng mắng tứ xuôi về quê cũ sống tận nơi mộng cầm hỡi ngồi đừng thương tiếc túi cho nhau mà thôi xoài ăn đi không ăn đi tình đã lỡ xin một câu nữa kiếp sau ta chọn đôi còn một mình đơn côi tìm vào cô đơn đấng quy nhân gầy đón anh này tại vì nghĩ là mấy mốt có cái chân Moren chân Moren nó hay lắm đó ngày xưa nào biết chốn xương mặt đường vào cưới kết hoa chốn hoa liêu tiêu sơ hà nắm thầm nghe trăng vỡ xót thương thân bơ vơ cho đến một buổi chiều kia trời đất như quay cuồng khi hồn phanh vút lên cao mặc thử nay còn đâu trăng vàng ngọc trăng ngân tình chưa phí ghê ha hay quá ta nhìn trăng khôn xiết lầm cả trăng lầm cả trăng ngồi trăng ngầm cả cuối trăng chẳng nên tình nên tí người ta đang hát dịch bây giờ là gì 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 con xếp ngầm cả cuối không làm mắc cười quá không có được.
em tập trung không mà em đang hát gì mà cũng ai không hay đâu. Lại lại trăng vàng ngọc, trăng vàng ngọc lại câu cuối. Trăng vàng ngọc trăng ân tình chưa vĩ, ta nhìn trăng ngậm cả trăng. Ả đi con, ả ả khôn xiết ngậm cả răng. Dây đừng có bị ông em bị thôi được rồi. Còn bò quá ca cổ sao ta. Ai mua trăng mà người đem đi bán, mà người đừng bán bao nhiêu một ngắm trăng vàng. Trăng của riêng ta, ta chỉ bán cho nàng. Hay quá. Thank you nha. Này chứ. Đi nhờ. Ta muốn hỏi rằng nàng điên hay tỉnh, còn nàng tỉnh hay điên mà lại nói tiếng thân kiều. Thân của riêng ta, ta chỉ bán cho cừu. Cảm ơn cái đấy hay anh tình kỳ thôi hết rồi 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 hết rồi. Ta like từ lúc 9 giờ tới giờ 15. Đó. Trời ơi, bơi xa cơ gì chiến trường thổ tiên. Nơi gió đông sương đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Thôi đừng có like nhiều quá, like nhiều quá người ta nó bị giật giật giọng lắm. Thôi, bây giờ mình ao chưa? Bây giờ là ao để cho chế phong hát mọi người. Chế phong nãy giờ vô cứ xỉn xỉn. Chế phong cứ kiếm chuyện hoài ha. Cứ kiếm chuyện. Đánh trống là người ta kêu là đánh trống lảng á. Gọi là đánh trống lảng đó mọi người. Thôi bây giờ. Này còn đòi có cái sập sàng được. Bây giờ là thì kiếm bài đi mọi người. Thì nói gì nói bây giờ là cũng sắp ao chương trình rồi. Em xin request là mọi người nhớ ủng hộ sầu riêng cho em 130 một thùng 30 bao 4-5 trái nha quý vị, 4-5 hoặc 6 trái mà thấy đi là hàng này là 4-5 trái. Cũng giá cũ, cũng giá cũ. Sầu riêng kem nha quý vị. Và một điều đặc biệt em đẩy cái thùng số này cho chị. Và một điều đặc biệt nữa là bưởi á là 160 30 bao 8-9-10 trái. Giá ship từ Việt Nam qua rất là cao nhưng mà em vẫn bán giá cũ nha quý vị. Trời ơi, đẩy đúng được luôn hả? Tự quá. Ghê vậy. Chết cha. Rồi mọi người ơi, đặc biệt là mang cục Thái Lan nha. Một thùng á, ship từ Thái Lan bay qua đây rất là mắc nha mọi người, mà bán cũng chỉ có 200 đô thôi. Để cho mọi người thưởng thức thử đi, cũng không có nhiều đâu. Và một điều nữa là cái gì nữa mọi người biết không? Là trà đào đó mọi người là 5 đô một hộp, mà mua nhiều là còn có 4 đô nha mọi người. Có 18 hộp nha mọi người. Rồi đây, 13 có 18 bịch. Rồi đây là xoài Thái Lan nha mọi người, nhớ ăn thử đi, siêu ngon luôn, nửa ký 25 đô nha quý vị. Thấy rồi cái gì đây, cái này cũng có 25 đô nha quý vị. Nói chung là mọi người mua nhiều á thì ship nó xuống thì rất là rẻ nha mọi người. Cái này ai đây, cái này không, cái này yêu cầu chị Nga hát bài Quảng Trị Yêu Thương. Có không nè chị Nga về Quảng Trị Yêu Thương. Hello chị Thủy. Em ơi, chị coi YouTube em mà em về lên Mỹ nhiều cá thì chị mừng vui lắm. Dạ dạ dạ, cảm ơn dạ, chị nhiều. Em khỏe không? Đã khỏe chị, cảm ơn chị. Chị. Bà đi quá trời ha. Dạ dạ, em đi quá trời chị, em đang live stream, có gì sáng sáng em gọi cho chị. Sorry. Rồi, cái bây giờ mọi người ơi cũng kết thúc chương trình rồi, cũng khuya rồi. Quảng Trị Yêu Thương. Quảng Trị Yêu Thương, tôi không biết hát bài mấy quý vị ơi. Quý vị thông cảm cho em đi. Bây giờ mình hát bài gì không? Chị Phong hát bài vẫy tay chào nhau. Hát bài gì? Vẫy tay chào nhau. Phong tao nha. Hoa câu buồn trầu. Ông còn chưa nghĩ ra mà. Kết thúc chương trình truyền hình tới đây là hết. Xỉn nó bự quá. Mai mốt yêu cầu nha, đến đây con không được xỉn nha. Phải trong tình trạng tỉnh táo nha. Anh biết là những người mà đàn ông mà xỉn á hay có cái không cái... Trên Facebook có một thằng con nít nó lái cái xe nhỏ nhỏ đó, xe đạp ba bánh á, nó bị té xuống, xong rồi có cái lời là không nên uống sữa trước khi lái xe. Anh biết gì rồi, em thích hát bài gì rồi, có cái ông gì nói lại tình xưa đi.
68 về đây bên nhau ta nối lại tình xưa. 68 tuổi. Hát bài đó đi cho hai đứa này hát đi em. Hiếp dâm bà già 70 tuổi ca thì cái tông của đứa nam nữ đấy ha. Nối lại tình xưa. Về đây bên nhau. Bây giờ hát bài gì? Nối lại tình xưa. Tôi thích hát bài gì? Nối lại tình xưa hai đứa hát đi. Hát bài gì? Duyên kiếp. Duyên kiếp hát làm sao? Làm chủ đồ thứ. Duyên kiếp hát làm sao? Sợ đi. Tôi vậy cứ theo mọi người không mà chứ không có được cái gì của tôi đâu. Yes. Đô thứ xì lô. Em ơi nếu mong không thành thì mới thành rồi mà tại sao vậy? Hay là bài bài gì cái bài gì mà chị cái gì chị gì đó? Em ơi có con cứ đánh slow cho chú Phong. Lời bài hát gì? 10 năm tình cũ đi. Con cứ no đúng không? Ran đầu tiên chậm lại xíu con. Đây. Em ơi nếu mộng không thành thì con đặt một cái là vô nha. Nè. Đây rồi có nè. Nha. Vô, hai cái tiền sao là vô. Ừ. Nó hát khác người ta lắm, nó hát là không có giống người ta. Con đệm giải cho thôi. Cho vô đây. Nó vào tự do để người ta còn vỗ tay chứ đúng không? Nó hát rồi thì sao cái là vỗ tay đó. Cái tăng đầu á là mình chỉ only piano thôi. Ok. Rồi hiểu không? Bị piano bán rồi còn có đơn nọt được không? Em ơi nếu mong không thành thì sao? Vỗ tay đó, chỗ này là vỗ tay đó nha. Non cao đất rộng biết đâu mà tìm đường dài mịt mông và nếu về đâu mong chờ duyên kiếp đưa đôi mắt cầu. Mày khó với tôi đó. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau. Hát luôn đi. Đông trên đê vắng người lúc tan trời chiều ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen má em ưng hồng vì quá ghét hôn em ơi. Mỗi khi bóng chiều xuống dần em trên quãng đường xa gặp em dù không dám cười nhìn nhau đắng quá mà lòng vẫn đến khi chiều ấy đôi tim ước mong bấy lâu thành dù giang dòng đời ngăn cách tình ta phút giây ban đầu mãi không phai nhòa ai lắm. Quý vị và các bạn đang thưởng thức một sáng tác của Lam Phương, bài hát có tựa đề Duyên Kiếp qua tiếng hát của Thúy Nga và Chế Phong. Tiếng hát của hai vợ chồng Chế Phong Thúy Nga. Thank you, Kibo, cháu Hưng và Samen, anh Du, cộng với lại ban giám khảo bất đắc dĩ. Em ơi nếu mong không thành thì sao? Non cao đất sâu biết đâu mà tìm đường đời mịt mù vãn nếu về đâu mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu.
ngày nhắc lại phút xưa gặp nhau. Đang song ca bằng nhìn nước, trong song ca thì đưa sâu. Không phải đâu. Trên đê vắng người. Ta đi ngủ rồi. Lúc tan chờ chiều. Cái này ở ta đi nhiều lắm nhá. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen, má em bưng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi, nhớ chồng của ấy, mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quán đường xa. Gặp em dù không dám cười, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Nhìn nhau em đó. Ơi phải chẳng nhìn nhau đến khi chiều ấy. Đôi tim ước mong bấy lâu thành lời, dù gian dòng đời ngăn cách tình ta. Rồi nó nói cho cái cách mà người rồi nói hiện đại đó. Phút giây ban đầu mãi không phai nhòa. Dù gian dòng đời ngăn cách tình ta. Phút giây ban mãi không phải nhòa. Thì bây giờ là chế Phong Nga hát xong rồi nhưng mà Nga cảm thấy chưa thỏa đáng vì Nga hát cái bài nó không có hay mọi người. À, tính ra bài nữa đúng không? Rồi bây giờ là xong hát một bài riêng đi để kết thúc chương trình nè. Em thì cứ bình tĩnh. Bình tĩnh gì, khuya rồi. Khuya là mà khuya. Bây giờ anh hát bài gì? Anh kiếm bài gì đi. Mèo hoang hả? Anh là thiếu gì bài. Bài gì? Bài gì bà bấm cho. Con, cho chú Phong với con Nga một bài à. Nữa hả? Hành đúng quá vậy? Nối lại tình xưa đi cho nó có lần xưa hát rồi chưa như hát hai lần rồi hát mấy lần tình kỹ nữ không tình kỹ nữ thì này chia tay quá cái cuối cùng này ha. Hay tình là đời, tình đời tình đời khi biết em đâu có thay trắng đổi đen đâu. Giọng con Nga cao lắm, con đánh mi luôn đi. Khi biết em mang kiếp cầm gà. Yes, khi biết em mang kiếp cầm. Trời, bắt tôi hát nữa trời. Hát đi cho vui. Con hát đi không, giờ này hát sống ca mới vui. Anh hát giờ này là phê lắm. Nó còn phải vô nữa là em phải bán nữa. Đúng hả? Ừ. Mọi người, khi biết em mang kiếp cầm. Ngày mai là còn ship overnight mọi người. Bây giờ Nga nghe ship, Nga nghe post cái clip lên là sáng thứ năm vẫn còn ship. Tại vì Nga ship overnight là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Là mọi người ngày sáng mà mọi người ngủ dậy mà coi là lọc đọc order liền. Còn không được qua tuần Nga mới ship nha. Ship mà ship mấy cái vùng lân cận mà xe đồ quà mọi người là chỉ có từ 3-40 đô, tôi ví dụ như San Jose nè, Sacramento nè, Arizona nè, Sacramento, Arizona nè, rồi Las Vegas nè, nó dao động rất rẻ. San Jose là San Francisco, Sacramento mới 40 đô mọi người, chứ còn thực ra mấy cái nơi kia là chỉ có 30 đô thôi. Sao San Diego? Nhưng mà nếu mình ship hai thùng thì cái giá nó rẻ hơn nữa nha mọi người. Mọi người cứ order cho thấy nghe ha. 279 cho mọi người. Một thùng bưởi, một thùng nhớ cho mọi người. Mọi người ơi, cái xoài Thái Lan này nghe không có nhiều đâu nên mọi người ăn thưởng thức đi cho biết. Rất là ngon mọi người, rất là ngon luôn, có 25 đô thôi mọi người. Và cái gì đó thanh long xế dẻo cũng vậy đó, có 25 đô thôi mọi người. Nửa ký. Đó, nửa ký mọi người, rất là ngon, bao ngon luôn. Đặc biệt nha, thanh long này bỏ hạt hết rồi nha cả nhà. Đâu thêm hạt vô cho ai mày nói ngược rồi. Hạt thêm rồi. Hạt hai trái lấy hạt xí một trái thôi rồi ăn rồi ôi lộn hát đi vô con. Một chàng có tên cho khi qua ăn no sầu riêng tuấn huấn ủa anh đưa hỏi đi.
nguyện. Huấn luyện chậm lại xíu con, chậm lại đó. Lên lại mọi người, lên lại đi, coi đi. Em hát bài này nữa, em ao nữa. Con, chậm 2 dấu nữa. Thứ 2. Khi biết em mang chiếc cầm ca đến đến phòng chờ giấu tiếng hát trong người. Bỏ tiền múa vui hỏi ra anh ơi còn yêu em nữa không? Không, đừng nói nữa em ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh nghĩ rằng đời người ta sẽ đáng thương và được đáng điều gì. Sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa. Lỡ mai sau em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Và em mới trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa về sớm nhỏ. Xa kia anh đẹp, có anh đưa em về bên vơi. Cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn yêu em nữa thôi. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Cho dẫu rằng đời là dân vui, nhưng đôi ta mãi còn đang thưởng thức một bài hát được viết của Minh Nghị. Bài hát có tựa đề Tình Đời. Khi biết em mang chiếc cầm ca đến đêm phòng trà giấu tiếng hát cho người người, bỏ tiền múa vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa nghe ơi, xin đừng nói nữa. Làm gì anh biết rằng đời người ta sẽ đáng thương và đáng được. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu đừng nói đến tình đời cho dấu rằng
đôi ta kìa, cái mỏ ghê không? Mai còn yêu. Xong chưa? Kể chuyện cho nghe xong. Cả nhà ơi, hay quá. Sorry cả nhà, hai trăm điểm. Đầu tiên nghe với lại chứ không. Hát cao như vậy, hát cao một khi hát lắm á. Cao quá. Đấy là có chị siêu lách dày rồi mà. Cao quá, cao quá rồi. Không, không có feeling được tình yêu luôn. Không ngờ. Giới được không chứ. Nè. Cái này. Chú ăn đâu thì cao. Phong, đúng rồi, chú là con đực. Còn con Nga là con cái. Đâu. Con cái mà hát thấp không được. Nga ăn rất cao, thì Nga nó trời ơi, trời cao thì cao, không cớ được chứ. Phong, có thằng Viên học tiếng Việt. Thì cái cô lắng giềng với cô hàng xóm là cùng một thứ nghĩa gì đúng không? Thì lúc nó mới hát với cô lắng giềng. Hát đêm nay trời xuân mới tiếng thăm cô lắng giường. Đến lúc điệp khúc nó quên mẹ mất cô lắng giường. Cô hàng xóm ơi. Hát cô hàng xóm ơi, cô lắng giường ơi. Thì nó hát nó không nhớ cái chữ đó. Nó hát nhớ mỗi cô hàng xóm không ạ? Thì đáp cô hàng xóm ơi. Quên mất, thay vì ta phải hát cô lắng giường mà nó chung một nghĩa nhau mà nó không nhớ cô lắng giường. Đúng rồi, cô hàng thì là nó thay lòng nó thay bằng cái chữ của hàng xóm, chứ đó thằng xóm mới láng giềng là một thứ gì cô hàng xóm ơi. Nói chung là tôi chào đến hôm nay hết trời rồi ha, cả nên em đã hội nghị thôi mọi người ơi. Thôi nói chung là bây giờ cũng khuya rồi, Thiên Nga xin kết thúc chương trình tại đây và rất là quanh trở lại live stream thì nào mà mình mời Giải Phong hát, mình live show Giải Phong thôi đi. Đúng là cao quá rồi, tại vì em làm cái vụ này hồi nào mà bây giờ mới biết vậy. Trời ơi, cả năm nay rồi. Ta làm Hoàng Châu cách cả năm nay rồi. Anh không có quan tâm gì đó. Đúng rồi. Đến sẽ tới tôi đâu. Thì bởi vậy thôi mà các mẹ đi. Tại vì Phong nó chờ là phải cạo trọc đầu giống như phim cổ trang đấy không? Mọi người ơi, thì bây giờ là chúng em. Thôi bây giờ anh làm nửa đầu là. Nửa đầu thôi, không nửa đầu cô. Lấy gì còn lại gì còn anh? Cái gì? Ngủ AK. Ngủ AK à? Cho cái cách. Thì bây giờ là cho em xin kết thúc chương trình, để thực ra là Nga vẫn còn bị chết lát đó mọi người. Trời ghê em gớm con. Nãy giờ hát mà hai con mắt nó sụp mẹ nó xuống rồi. Hát cao quá phải kiếng chân lên hát vậy đó. Bây giờ mọi người nha, nếu mà sáng mà coi mà có đặt kịp là đặt liền nha, là ship liền trong ngày thứ năm. Tại vì thứ năm là cái ngày ship cuối cùng rồi, overnight cuối cùng rồi, còn không là để thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần tới mình ship cũng được. Nếu mà không kịp mà chế Phong nhưng mà cái măng cục Thái Lan á là rất là còn ít cho mọi người, có mấy thùng mà thôi là không có nhiều đâu. Tại vì Nga về đây trễ là cái hàng nó cũng đi gần hết rồi, chỉ còn có vài thùng thôi. Ai thích cái đó phải cái đó là mua ở đây. Hồi hỏi cưng có bưởi da xanh. Dạ có bưởi da xanh chị. Bưởi vừa về 160 một thùng nha chị. Bưởi đi vô thì là mọi người bây giờ nè, không phải bưởi da xanh thường đâu mà bưởi da xanh lè. Xanh lè luôn rồi, bưởi rất là ngon của mọi người. Và một điều nữa là xoài Thái Lan cũng có luôn cho mọi người. Xoài Thái Lan mọi người ăn thử. Báo cho mọi người ngon. Một tin là Chế Phong chỉ có mê bưởi của cái Nga thôi. Dạ, và có sầu riêng nữa nha mọi người. Sầu riêng vừa về. Chế Nga đi Việt Nam rồi. Chế Phong góc chung nhất không được ăn bưởi, khóc chung nhất vậy đó. Tăng tiệm anh khóc chung nhất rồi không? Không nhớ bưởi chứ Nga hoài à. Mà chà đàn hả? Thôi vậy kết thúc bye 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 mà. Không nhận nha, bưởi ngọt lét à. Ngọt thì ngon. Ngọt ngọt lét. Thì em đang tính. Mày ăn mình ơn vậy đó. Anh em đang tính tập là 6 giờ tối không ăn nữa mà ăn trái cây nó có mập. Không. Cười lên. Tính tập theo lên Tuấn Anh. Tính là đi lên Tuấn Anh đi chị Hồng Dân. Không mọi người ơi, rất là cảm ơn Tuấn Cảnh ngày hôm nay đã có mặt ở đây rất đúng giờ. Còn xin Chế Phong thì chán quá, không cảm ơn luôn. Chế Phong chán quá luôn mọi người ơi, lần nào cũng vậy trơn, chán lắm luôn rồi. Không chán nào cao chán bằng chán lắm, không có cái chán nào cao bằng chán lên chán của Chế Phong. Đúng rồi. Và rất là cảm ơn Hương đã cũng từ Việt Nam về cầm cái bộ âm thanh qua quá hay con vẫn ơi. Còn bị, trời, vẫn còn bị buồn ngủ mà vẫn còn. Cái mixer rất là tuyệt vời. Cảm ơn em bé này. Má Du rồi bé Phương rồi tất cả chúng ta. Bé Phương làm cho ba ly đào ngon quá. Không, cảm ơn chào, bé Phương. Chào tạm biệt với mọi người. Mọi người nhớ nhắn tin và ủng hộ cho em. Rồi, em vừa đi Việt Nam về đó thì là em hết tiền luôn. Em biết em làm gì mà bưởi ngon. Nói chung là lần vừa rồi Nga làm thiện nguyện cũng nhiều quá vậy. Không ăn đi thôi, mọi người hết là chiều rồi con. Cả nhà ủng hộ cho Thúy Nga nha, trái cây với mọi người. Bye bye. Nhớ nha mọi người, mua sầu riêng với bưởi á là được tặng một hộp mức 25 đô nha mọi người. Vâng. Vẫn còn á. Mức 25 đô mới. Mua em được tặng cả nhà. Mua em.
Bye mọi người. Bye nha. Bye bye. Nhiều chuyện quá.